Ôi trời ơi, đi đổ rác nào? Tại sao con robot tự đổ rác lại phải đi đổ rác? Ôi trời ơi, đi giặt khăn nào? Ôi tại sao có robot tự giặt giẻ lau lại phải đi đổ rác? Ôi trời ơi, tất cả tránh ra hết, robot tự giặt giẻ lau lại không đổ rác này, robot đổ rác lại không tự giặt giẻ lau này. Chúng ta sẽ đến với một ông trùm cuối của thế giới robot hút bụi. Tự đổ rác, tự giặt giẻ lau tất cả trên một cỗ máy mang tên Roborock S7 Max V Ultra. Vậy thì nó có gì và chúng ta được gì thì hãy đi ngay. You two, knock it off right now. Okay. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có trung tâm bảo hành và bạn có thể mua được sản phẩm chính hãng với giá hợp lý. Và mình thật sự may mắn khi là một trong những người sớm nhất được trên tay siêu phẩm mang tầm vũ trụ công nghệ. Roborock đã nâng tầm một sản phẩm robot bụi lên một tầm cao mới bằng việc trang bị những tính năng và những công nghệ tối tân nhất. Vậy thì thật sự sản phẩm này nó có gì và nó như thế nào thì tất cả sẽ có trong video đánh giá chi tiết nhất về siêu phẩm Roborock S7 Max V Ultra. Và tất nhiên những bạn đã biết Quang Vacuum và yêu mến Quang Vacuum thì đều không thể không biết một điều rằng video này sẽ có thời lượng rất dài, có thể sẽ lên đến 60 phút, có thể lên đến 120 phút, nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng. Điểm ấn tượng đầu tiên đó là Roborock S7 Max V Ultra sở hữu một thiết kế vô cùng tương lai và nó đến tầm vũ trụ luôn, bằng một cái thiết kế hình hộp nguyên khối và rất là nhiều các cái chi tiết được phối với nhau. Và chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới để cho các bạn chiêm ngưỡng. Chúng ta sẽ có một khối gồm 3 bộ phận. Một bộ phận trung tâm là một cái két nước được chứa nước sạch, và một bộ phận phía bên ngoài là két nước chứa nước bẩn. Và phía bên tôi đây, đó là một cái bộ phận chứa rác. Và với cái thông số túi rác này là 3 lít thì nó cho phép chúng ta lưu trữ rác đến 75 ngày. Một con số thật sự là ấn tượng. Và các bạn có thể cảm nhận ngay được là cái thiết kế này nó không giống bất cứ một thiết kế trên những cái sản phẩm tương đương nào khác. Ví dụ như là D-Bot X1 Omni hoặc những cái sản phẩm có tính năng tự đổ rác và tự giặt khăn lau khác. Thì mình đánh giá cao cái thiết kế này, nó không chỉ là cái cách thiết kế và cái phong cách thiết kế
mà nó còn mang lại cho mình một cái sự tiện lợi vô cùng, tức là tất cả những cái thao tác từ việc cấp nước, đổ nước và đổ rác nó vô cùng là tiện lợi. Mình không cần phải mở nắp và tất cả những cái bộ phận này nó đều độc lập với nhau. Và nếu mà chúng ta nhìn tổng thể thì chúng ta sẽ thấy nó toát lên một cái cỗ máy của thời thượng, cỗ máy của tương lai. Và theo quan điểm cá nhân của mình thì robot bụi trong nhà bây giờ nó không đơn thuần chỉ là một cái máy mà nó là một cỗ máy. Nó cũng không đơn thuần chỉ là một vật dụng trong nhà, mà theo quan điểm của mình thì nó là một thứ, nó thể hiện phong cách của ngôi nhà, nó thể hiện đẳng cấp của ngôi nhà bằng việc là nó tô điểm cho ngôi nhà và nó cũng góp phần nâng tầm ngôi nhà. Thì đó là những cái mà Roborock đã và đang làm được. Đó là theo nhận xét của mình. Chúng ta sẽ đi đến với những cái thiết kế tiếp theo. Ở phần dưới sẽ có dòng chữ Roborock được in cách điệu bằng cái logo nhận diện của hãng rất rõ ở đây. Và phía dưới là một cái cụm đèn trạng thái, nó cho chúng ta biết là cái sạc này đã có tín hiệu hay chưa. Và khi cái sạc này đã có tín hiệu rồi thì cái đèn này nó sẽ sáng. Và khi robot nhận sạc thì cái đèn này nó sẽ tắt đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu đến với từng phần một ở dưới. Có lẽ là mình sẽ vẫn tiếp tục khám phá những cái thiết kế ở trên cái đế sạc hầm hố, nó mang tầm vũ trụ này để cho các bạn chiêm ngưỡng. Thì mình sẽ di chuyển đến gần hơn. Chúng ta sẽ có một cái khoang vô cùng đặc biệt. Cái khoang này nó sẽ là một cái hệ thống để xử lý cái tính năng tự giặt giẻ lau của robot. Thì chúng ta sẽ có một bộ phận ở đây, là một bộ phận gọi là bơm nước. Và chúng ta ở đây cũng sẽ có một cái bộ phận ở đây gọi là bộ phận hút nước. Thì chúng ta sẽ có hai bộ phận tiếp sạc ở đây. Và mình đánh giá rất cao một cái chi tiết là riêng cái khoang xử lý giặt khăn này, Roborock đã làm thụt xuống, tức là nó sẽ gần như là nó triệt tiêu mà nó loại bỏ cái vấn đề ở trên nhiều các cái sản phẩm có tính năng tự giặt giẻ lau khác, đó là cái chỗ khoang nước này nó sẽ bị tràn ra ngoài và nó sẽ gây cho chúng ta có những cái trải nghiệm không tốt. Vì đây là một sản phẩm vô cùng cao cấp và cao cấp nhất rồi, cho nên là có lẽ là những cái chi tiết này thì rõ ràng là Roborock biết phải làm thế nào. Đặc biệt thì chúng ta sẽ có một bộ phận cực kỳ quan trọng, đấy là cái hệ thống lọc cặn. Và có lẽ là trên nhiều các sản phẩm khác chưa chắc đã có cái bộ phận này, thì đây mình đánh giá rất là cao cái sự trau chuốt cũng như là cái sự đầu tư chất xám của Roborock. Cái bộ phận này nó sẽ cho chúng ta loại trừ đi những cái vấn đề liên quan đến việc là tắc hay là không hút được nước bẩn lên. Thì cái bộ phận này hoàn toàn có thể tháo rời được và chúng ta sẽ vệ sinh riêng cái bộ phận này. Và đây là cái chỉ dẫn của hãng, có nghĩa là khi gắn cái bộ phận này thì chúng ta sẽ phải ấn xuống, nó có một tiếng kêu thì nó mới vào cái khớp. Và chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp thiết kế tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ có một bộ phận tự giặt khăn, nó cấu tạo vô cùng là đặc biệt. Có thời gian thì mình sẽ trải nghiệm thêm, ở đây chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu đến thiết kế thôi. Thì nó có một cái hệ thống bàn chải lông cực kỳ có tính đàn hồi cao và nó sẽ giúp cho cái khăn của robot sạch hoàn toàn. Theo mình thì đây là một cái công nghệ hoàn toàn độc quyền và hoàn toàn vượt trội của Roborock. Vì trên những cái dòng mà có tính năng tự giặt khăn lau ở cái thời điểm hiện tại thì đều phải sử dụng một cái kiến trúc hay là một cái thiết kế, đó là cái khăn tròn hay chúng ta vẫn gọi là lau xoay. Thì với cái lau xoay đấy nó cũng có khá là nhiều các hạn chế mà trong những cái video mình phân tích, ví dụ như là nó bị mắc kẹt hoặc như là nó bị tụt cái trục xoay. Thì mình cho rằng là với cái thiết kế mà vẫn giữ được cái kiến trúc truyền thống từ các cái dòng robot đời đầu tiên, tức là cái tấm khăn này là một tấm, thì cái sức thẩm thấu nó sẽ được đảm bảo cao nhất. Chưa kể là cái hệ thống lau rung tần với một cái tần số 300.000 lần trên 1 phút tác động lên trên cái bề mặt khăn này, thì mình cho rằng là nó sẽ đem lại một cái hiệu quả lau vượt trội nhất từ trước đến nay. Cái tính năng lau này mình sẽ
gặp ngay các bạn trong phần cuối của video này liên quan đến phần trải nghiệm cái khả năng lau của Roborock S7 trong đôi Ultra. Chúng ta sẽ đến tiếp đến những cái bộ phận tiếp theo. Thì ở đây nó có một cái cấu tạo rất là đặc biệt, tại vì là nó phải chứa rất nhiều tính năng, trong đấy có một cái tính năng gọi là tính năng chuyển dạng. Thì Roborock dành riêng một cái không gian ở cái phần này, đó là cái không gian mà giúp cho robot khi mà về đốc thì sẽ tự động chuyển và phân bổ rác lên trên cái túi rác chính ở đây. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải lưu ý là chỗ này chúng ta phải giữ sạch sẽ cái khoang này, thì cái việc vệ sinh sẽ được Roborock trang bị cho chúng ta một cái phần tháo rời. Mình cũng đánh giá rất là cao cái thiết kế này, nó làm cho người tiêu dùng tiện hơn và nó cũng sẽ giúp cho việc sử dụng robot trở nên đơn giản hơn và an toàn hơn. Thì cơ bản đây là toàn bộ những cái thiết kế từ mặt trong, mặt trên và phía trước của một chiếc đốc sạc mà mình gọi nó ở một cái tầm vũ trụ. Chúng ta sẽ đến với cái mặt sau chiếc đốc này. Ở đây mình sẽ có một cái dây nguồn. Phiên bản này là phiên bản có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu và dùng chung cho thị trường Việt Nam luôn. Thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn CE. Và ở mặt sau thì thiết kế nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cái dây cáp cắm vào ổ điện cho chúng ta. Đó. Và cái đầu cắm này là đầu cắm của châu Âu nhưng mà vẫn tương thích với đầu cắm của Việt Nam. Chúng ta sẽ có một cái hộp ở trong này, có thể cuốn bớt dây vào. Thì trên nhiều các cái dòng sản phẩm khác cũng đều có cái này, nhưng mà mình đánh giá cái chi tiết này nó rất là cao ở chỗ là nó cho mình một cái không gian cuốn rất là rộng lớn, cộng với mà cái đầu chia ra rất là chi tiết. Thì nó cũng khác với một cái sản phẩm tương đương tính năng như vậy, đó là Dbot X1 Omni. Ở chỗ là Dbot X1 Omni được trang bị thêm một cái module khử khuẩn bằng nano bạc ở đây. Thì Roborock không có, thì cái này mình cũng không nên đem những cái gì mà hãng khác có mà hãng này không có, cũng như là sản phẩm này có mà sản phẩm kia không có, đem ra để so sánh. Cái điều so sánh ấy nó rất là khập khiễng. Theo mình ở đây là trải nghiệm người dùng là cái quan trọng nhất, mà là cao nhất mà các hãng hướng đến. Thì về cơ bản đến giờ phút này, khi mà ở trên tay cái sản phẩm Roborock S7 Mark V Ultra nói chung và cái đốc sạc mang tầm vũ trụ công nghệ nói riêng này, thì thật sự là những cái mà làm cho mình phải thán phục. Chúng ta có một cái hệ thống quang năng ở đây, nó sẽ giúp cho trong quá trình khi mà robot thực hiện cái công đoạn giặt khăn, tất cả sẽ được trơn tru trong cái hệ thống giặt khăn và bơm nước ở đây. Và mình cho rằng là với cái cách làm này thật sự là nó theo một cái hệ thống module hóa, tức là tất cả những cái bộ phận này nó đều được tách rời nhau, nó sẽ hạn chế tối đa cái việc hỏng hóc. Và mình đánh giá thêm một chi tiết nho nhỏ nữa là ở trên cái hệ thống gắn hai cái hộp nước ấy, nó có cái phần kết nối này, nó làm rất là chắc chắn và tỉ mỉ. Mình cho rằng là với cái thiết kế như này thì cái việc mà tràn nước, tắc nước sẽ hiếm khi xảy ra, nhưng mà tất nhiên là bạn vẫn phải đảm bảo cái việc sử dụng nước qua vòi lọc, sử dụng nước tinh khiết và sử dụng nước lau sàn chính hãng. Rồi chúng ta có hai cái bình nhé, một cái bình nước sạch và một cái bình nước bẩn như mình đã giới thiệu rồi. Đặc biệt thì chúng ta có một cái quai sách. Thật sự là các bạn có thể tưởng tượng là hàng ngày mình phải hàng tuần mình phải mang cái két nước này đi, mình đổ nước bẩn đi, và mình lại mang cái két nước này đi, mình pha nước sạch vào, pha nước nông sản vào. Thì cái việc mà có một cái quai sách ấy, mình cho rằng là nó tiện vô cùng luôn. Đó, thì ngay cả cái thiết kế đóng mở mình cũng thấy nó thật sự là đơn giản nhưng rất là chi tiết. Ở đây nó sẽ có một cái hệ thống giòn mà cái chất liệu của nó không hoàn toàn bằng cao su, nó là chất liệu silicone, và mình nghĩ là cái chất liệu này nó có khả năng chịu nhiệt, tức là ví dụ như ở những cái môi trường như là nóng ẩm các thứ nó sẽ chịu được. Thì đây là những cái chi tiết ở trên một cái sản phẩm cao cấp nó mới có. Trong đây thì nó sẽ có một cái hệ thống cảm biến. Đó, thì cái cảm biến này nó sẽ di chuyển. Khi mà di chuyển thì ở cái hệ thống nhận diện ở đây nó sẽ biết được cái độ cao của cái cảm biến này, và từ đó thì nó sẽ đưa được ra cái thông báo cho người tiêu dùng biết được là nước đã đầy hay chưa, đã phải đổ một nước thêm hay chưa, hay là đã phải đổ cái nước bẩn này đi chưa. Và việc gắn vào
ví dụ mình thử gắn nhầm xem nhé, xem là điều gì sẽ xảy ra. Đó. Thì Roborock thực sự là làm việc rất là trau chuốt. Nếu như mà chúng ta vô tình không biết cái hộp nào là hộp nước bẩn hay hộp nào là hộp nước sạch thì chúng ta cũng sẽ không thể gắn nhầm được. Tất cả những cái bộ phận này có cái kích thước hoàn toàn khác nhau. Đó là một sự trau chuốt cần thiết và rất là có ích cho người tiêu dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính là robot. Thực ra nó cũng không có quá nhiều điểm mới, nhưng trên Roborock F7 Mark V Ultra này được nâng cấp rất nhiều. Những cái nâng cấp theo mình là vô cùng sáng giá, mà sản phẩm Roborock F7 hay là F7 Plus trước đấy nó chưa làm được. Thứ nhất là về cái bề mặt chất liệu. Chúng ta có một cái chất liệu hoàn toàn nguyên khối và nó được gọt giũa những cái hình khối rất là có cái ngôn ngữ thiết kế mang tính là thể hiện ra đây là một con robot. Nó có đường nét, nó có những cái hình thể và khuôn dạng rất là đẹp mắt và đặc biệt, thì nó khác hoàn toàn so với cái phiên bản trước. Phiên bản trước mình cũng hơi thất vọng, không hiểu tại sao một cái dòng sản phẩm cao cấp như vậy nó lại sử dụng một cái chất liệu nhựa vẫn rẻ tiền và nhựa bóng. Thì đây, chúng ta có một chất liệu nhựa cao cấp nguyên khối. Và như mình đã ở trên cái video đánh giá trước thì chúng ta đều biết là cái bề mặt này có khả năng chống bám vân tay. Thực tế là chỉ có những cái sản phẩm đắt tiền và những sản phẩm cao cấp mới chú trọng đến những cái chi tiết như thế này. Và mình sẽ đến với cái chi tiết từ cao xuống thấp cho các bạn thấy. Chúng ta có một cái cụm điều hướng thông minh ở đây. Và cái cụm điều hướng thông minh này thì trong rất là nhiều các cái video mình đều nói đến cái việc mà nó không trang bị một cái lớp kính màu bảo vệ giống như EcoVac. Thì thực ra là cái này nó là một cái sự so sánh khá là khập khiễng. Vì hai sản phẩm của hai thương hiệu khác nhau, mình không thể đem cái chi tiết này ra so sánh với chi tiết kia. Tuy nhiên là mình cũng muốn gửi lời nhắn đến Roborock có thể nên khắc phục cái chi tiết này ở cái phiên bản sau. Vì với cái thiết kế hở này, nó sẽ có thể trong cái quá trình mà khi cái cụm LED này nó quay liên tục, nó sẽ để bụi chui vào đây và nó sẽ làm kẹt cái hệ thống dây cu loa, cũng như là hỏng mắt quang, rồi hỏng motor ở bên trong. Thì cái điều này mình nghĩ là Roborock nên thay đổi. Chúng ta có một cái hệ thống phím bấm gồm 3 phím. Mình thích Roborock hơn EcoVac cũng ở cái điểm này. Tức là sao? Là những cái phím mà cần dùng nhất thì nó tách biệt ra và nó rất là tiện cho mình. Nếu mình muốn cho nó về dock thì mình nhấn vào đây. Thay vì cái sản phẩm của EcoVac là mình phải giữ cái nút clean trong vòng 5 giây để chuyển sang cái chức năng về dock, thì mình có riêng một cái nút để bấm. Cái thứ hai nữa, mình sẽ có chức năng làm sạch riêng một điểm. Đó, và ở đây nó cũng sẽ hiện cái đèn trạng thái khóa trẻ em hay là không khóa trẻ em. Thì cái tính năng này sẽ được kích hoạt trên app. Chúng ta có một cái chỗ mà mình thấy nó rất là siêu đặc biệt. Nó có một cái vân mà đến bây giờ mình cũng chưa được nhìn thấy cái vân này ở trên bất cứ đâu, ở bất cứ một sản phẩm nào, mà chỉ có ở đây mình mới được nhìn thấy. Thì về cơ bản thì đây là một chất liệu carbon hoàn toàn có khả năng chống chịu lực và chống sức rất là cao. Tại sao nó phải cho ở chỗ này? Vì là cái vị trí này là cái vị trí mà cần được bảo vệ. Thì với cái cách điệu này thì mình thấy là nó thật sự là tới tầm. Ở phía đối diện chúng ta cũng sẽ có một cái vị trí phần khuyết và nó được tạo hình bằng một cái lớp vân carbon. Nếu như các bạn nhìn chưa rõ thì mình sẽ quay gần vào để cho các bạn thấy. Nó như là mình nhìn vào cái ảnh ảo, nó có một cái chiều sâu rất là cao. Ở đây chúng ta có một cái hệ thống đèn toàn giải từ đầu đến cuối. Cái đèn này nó mang một cái phong cách, một cái hơi thở đến từ những cái xe hơi, đến từ những cái xe điện. Thì chúng ta có 3 cái hệ thống đèn nhỏ phụ ở đây. Về cái hệ thống đèn của nó thì thật sự là nó dồi dào, phong phú và full luôn. Ở phía cản trước này thì chúng ta có một cái đường xẻ bóng rất là trau chuốt và rất là chi tiết. Nó được cắt gọt CNC chứ không phải là sơn. Tức là cái phần này là nguyên khối. Nó sẽ triệt tiêu được cái vấn đề là cái chỗ này sau một thời gian nó bị bong chóc. Thì ở trên những cái sản phẩm trước này nó chỉ là sơn thôi. Thì mình đánh giá cực kỳ cao cái chi tiết này.
chúng ta sẽ đến với cái chi tiết tiếp theo nữa đi. Chúng ta có một cái chữ Roborock nó không in vào nữa, mà khi các bạn sờ nhé, sờ nó sẽ nổi lên này. Đấy, thì cái cách in 3D thì mình cũng chưa rõ, nhưng đây là một cái cách làm thực sự là nó nhấn mạnh và chú trọng đến cái thương hiệu Roborock. Thì hãng Roborock bây giờ đã và đang là một cái hãng tên tuổi và rất là lớn rồi, có nghĩa là cái thương hiệu này được nâng tầm và được coi trọng. Thì rõ ràng là từ cái logo, từ những cái chi tiết này không thể đơn giản được. Rồi chúng ta sẽ đến với những chi tiết bên trong. Thì mình rất là tiếc, không biết là vì sao Roborock lại bỏ đi cái công cụ vệ sinh. Công cụ vệ sinh trội thì ở trên cái sản phẩm trước đây nó cũng đã bị bỏ rồi, chỉ có S6 trở về trước thì có. Thì cái công cụ vệ sinh này thì cũng không quan trọng lắm, bạn có thể bởi vì bây giờ chúng ta đang sử dụng một cái máy tự động hoàn toàn, nên công cụ vệ sinh chúng ta ít sử dụng và chúng ta có thể sử dụng những công cụ khác. Thì cái công cụ dao cắt và chuột quét ở đây mình có thể thay thế bằng những cái bàn chải mà mình tự mua ở ngoài. Chúng ta sẽ có một cái hộp rác với kích thước rất là nhỏ thôi, chỉ có 200ml, nhưng mà với cái kích thước này thì theo mình là không quan trọng, tại vì đây là một cái sản phẩm mà tự động rồi, tức là rác sẽ chuyển từ đây vào đây rồi, cho nên là cái kích thước của hộp rác thì không quan trọng. Và chúng ta có một cái tấm lọc HEPA theo như những cái gì mà mình phân tích ở trước ấy. Tấm lọc HEPA này thì là một cái tấm lọc HEPA tiết diện lớn, nó sẽ đem lại một cái hiệu suất thoát khí rất tốt so với những cái sản phẩm trước đây và so với những sản phẩm khác. Ví dụ như là Roborock Gen 2 nó sẽ không có một cái tấm lọc HEPA tiết diện cao này, nhưng mà mình không đánh giá cao cái kiến trúc của cái tấm lọc HEPA này nhé. Nó không có cái lớp lưới bảo vệ, tức là cái lớp lưới vật lý, và nó cũng không có cái lớp bọt biển giống như kiểu EcoVac đang sử dụng. Thì đây có thể cũng sẽ là một cái hạn chế, khá là hạn chế. Nó sẽ làm cho mình phải thường xuyên chú ý và bảo trì đến cái tấm lọc HEPA này. Thì thực ra thì Xiaomi cũng đã và Roborock đã đề xuất người tiêu dùng là khoảng 150 giờ chúng ta phải thay cái tấm lọc HEPA này. Cho nên là với cái kiến trúc này thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì. Và một chi tiết thật sự là mình thấy Roborock đã thay đổi. Không biết là Roborock có xem những cái video trước của mình hay không. Có thể là người hoặc là kỹ sư nào đấy hoặc là bộ phận nào đấy của Roborock xem trộm video của mình, sau là nghe thấy cái ý kiến của mình rồi thay đổi. Thì mình cũng đùa thế thôi, mình là một người bình thường. Cái việc mà hãng nghe hay không thì chắc cũng không bao giờ xảy ra. Cái mình đang nói đến sự thay đổi đó là cái bản đề. Cái bản đề đóng mở của một cái sản phẩm đắt tiền ấy, nó phải êm, nó phải zin, nó phải hít. Bạn nhìn này, khi mình mang đến khoảng tầm 30% xuống dưới này, nó sẽ tự động nó hít vào. Đó, ở cái góc 30 độ. Còn trên cái sản phẩm này nhé, thì thật sự là nó như là một cái tấm nhựa này, kéo đi kéo lại nó cứ tành tạch. Còn đây thì nó êm, nó mượt, nó phản hồi, nó có lực, nó truyền cho mình một cái cảm xúc khi mà mình kéo mình mở. Rõ ràng một sản phẩm đắt tiền nó phải khác. Bây giờ mình cũng sẽ đến với những cái chi tiết tiếp theo và bắt đầu đi bằng một cái cụm mắt. Như chúng ta đang dùng những cái smartphone thì các hãng công nghệ đều đua nhau về mắt. Robot bây giờ cũng như vậy. Chúng ta có một cái hệ thống gọi là triple camera, tức là nó có ba cái camera này nó hoạt động độc lập với nhau. Và nó để làm gì thì mình sẽ phân tích luôn cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái camera chính góc rộng đây. Camera này để thu giữ hình ảnh đó, thì nó phục vụ cho việc là chúng ta đàm thoại với nhau này, và có một cái hình ảnh chất lượng nhất, sắc nét nhất và góc rộng nhất. Thì cái trải nghiệm hình ảnh này thì mình sẽ gặp các bạn ở trong cái phần dưới của cái video này. Chúng ta sẽ đến nhanh với cái camera thứ hai đây. Camera này theo Roborock tiết lộ thì nó có tính năng lấy dữ liệu vật thể, nhưng cái điểm khác ở cái camera này là nó sẽ nhận diện được màu sắc thay vì cái phim âm bản. Ở cái phiên bản trước có camera thì khi mà robot nhận diện những cái vật thể thì vẫn có cái hạn chế là nó chỉ nhận diện được phim âm bản thôi, tức là chúng ta sẽ có cái ảnh đen trắng. Nhưng còn ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái ảnh màu về vật thể. Và cái thứ hai nữa là nó hiểu được vật thể dựa vào một cái công nghệ mà được nâng cấp, đó là Reactive AI 2.0.
thì từ đó là cái dữ liệu vật thể sẽ được phân tích và được đưa vào cái kho dữ liệu tổng, và từ đấy giúp cho robot là học hỏi và tránh né trong những lần sau. Thì cái khả năng tránh né nó sẽ quyết định ở cái chỗ này, và cái thuật toán Reactive AI 2.0. thì cái trải nghiệm thực tế thì ngay trong cái video này chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng và chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm ngay lập tức. Thì chúng ta sẽ đến với cái camera thứ hai và thứ ba. Chúng ta sẽ có một cái camera, nó giống như một cái camera hồng ngoại, nó sẽ soi xét ban đêm và nó lấy dữ liệu, nó phân tích dữ liệu, rồi nó có thể là hỗ trợ cho cái việc là né tránh và gia tăng cái việc tránh vật thể tốt hơn nữa. Thì đây vẫn là cái camera chính, tức là trên cái hệ thống này nó rất là nhấn mạnh đến cái khả năng né tránh vật thể. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một cái bộ phận rất là đặc biệt mà trong cái video đập hộp mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây là một cái đèn LED, nhưng mình thấy cái kích thước của nó rất là to so với cái kích thước tổng ở trên cái cụm này. Thì cái đèn LED này nó gần như là ngang ngửa với một cái đèn pin rồi đấy. Tại vì một cái cụm LED như thế này thôi nó có khoảng tầm 5 cái hạt LED ở trong này, thì nó tạo ra một cái độ sáng rất là cao, như là mình cầm đèn pin thì mình soi để mình đi làm việc. Thì tại sao lại có cái cụm LED này thì mình cũng đã phân tích ở trong cái video đó rồi, là với cái cụm LED này thì sẽ giúp cho robot có thể làm việc được trong ban đêm. Thực ra là làm việc trong ban đêm thì robot nào cũng làm việc được, đúng không? Nhưng nếu mà nhìn ở trong ban đêm thì làm sao mà nhìn được, thì cái cụm LED này sẽ giải quyết vấn đề đó. Tất nhiên các bạn cũng có thể là tắt và mở trên app điều khiển. Và chúng ta có hai cái góc chiếu hồng ngoại đối diện nhau hai hướng, và cái hướng này nó sẽ triệt tiêu cho cái vấn đề là mắt. Giống như mắt chúng ta sẽ không thể quan sát được phía bên cạnh để chúng ta né tránh, thì robot nó sẽ trang bị hai cái góc hồng ngoại ở hai phía này, và hai phía này nó sẽ tăng cái góc tránh cho robot để robot có thể là nhận diện và tránh những vật thể chi tiết hơn, tối đa hơn. Và có cả góc trên góc dưới để tăng cái tầm quan sát cũng như là phản ứng khi mà cái vật thể đấy nó có cái sự thay đổi. Thì trên cả một cái cụm này nó đem đến một cái khả năng né tránh vật thể đến mức xuất sắc, và như Roborock có tuyên bố là có thể tránh 100% được những cái cục phân của thú cưng. Thì thực ra là các hãng luôn luôn quảng cáo hơi quá, mình sẽ phải test. Thì thực ra là mình cũng đã có một số các tư liệu liên quan đến người dùng, tức là từ người dùng phản ánh cái sản phẩm này nó như nào rồi. Thì trong video này mình cũng sẽ phân tích và dùng cái dữ liệu đấy để cho các bạn biết luôn. Thì chúng ta không nên quá tin vào quảng cáo. Thế mới có sự xuất hiện của Quang Vacuum để phân tích cho các bạn thấy. Thì cái công nghệ Reactive AI này nó có thể giúp cho tránh và nhận diện vật thể rất là siêu và chính xác. Chúng ta có hai cái vị trí nhận diện để sạc ở đây, thì nó tách ra thành hai cực, là cực âm và cực dương. Thì mình cũng đánh giá khá cao cái thiết kế này, nhưng mà theo mình là cái việc mà hò ra thử vào này có thể là sau này nó sẽ gặp cái hiện tượng kẹt. Thì trên cái sản phẩm khác như ví dụ như là D-Bot X1 Omni thì nó thiết kế ở phía sau này, nó có hai cái vị trí cố định mà nó sẽ tiếp thẳng vào đây luôn. Thì có thể là cái thiết kế đấy thì theo mình nhận xét là nó an toàn hơn, mà cũng không sao. Chúng ta lại có hai cái vị trí hồng ngoại, nó cũng giống như các cái sản phẩm trước đó. Thì hai cái vị trí cảm biến hồng ngoại này nó là cảm biến tiệm cận, nó sẽ giúp cảm nhận và né tránh những cái vật thể như là tường, rồi những cái vật thể mà nó hơi đặc biệt, khi robot đã di chuyển đi nó vẫn bị tránh lại, như là chân bàn, chân ghế chẳng hạn. Thì cái khả năng né tránh này chúng ta sẽ quan tâm nhất đến, và đó cũng là lý do tại sao mình phải có một cái phân tích chuyên sâu như thế này. Và chúng ta sẽ đến cái trải nghiệm thực tế về cái khả năng né tránh luôn. Thì đấy là cái thiết kế phía đằng trước. Phía đằng sau thì hôm nay mình đã phải sử dụng một cái trang phục mà nó khá là giống với cái thiết kế, tức là Roborock nó tô điểm vào một cái tông màu rất là giống cái màu áo của mình, gọi là màu hoa hồng, cái màu mận chín đỏ đỏ. Cái màu này thì nó rất là sặc mùi Roborock. Cái logo của Roborock là cũng là cái màu đỏ đậm, cái kiểu như thế này. Thì chúng ta có một cái hình nó rất là giống cái hình, theo mình cảm nhận nó như kiểu cái hình xương cá, nó cảm rất là như một cái vũ trụ nào đấy nó đang liên kết với nhau. Thì ở đây chúng ta có một cái vị trí gọi là cửa thoát khí. Ở bên này thì nó
để nó làm cân xứng cho sản phẩm thì bên này nó không phải là cái cửa thoát khí, nhưng mà nó cũng có cái thiết kế y chang như vậy để tạo ra một cái sự đối xứng và làm cho robot nó tôn lên một cái vẻ sang trọng và một cái ngôn ngữ thiết kế nó đồng nhất. Và cuối cùng thì ở phần mặt trên chúng ta có một cái phần gọi là phần xoay trơn, để khi mà robot bắt đầu di chuyển trong cái quá trình tự giật khăn thì cái này nó sẽ giảm ma sát. Chúng ta có một bộ phận nữa là một cái két nước với một cái dung tích là 200 ml, nhưng mà cái điểm khác của cái két nước này so với các cái két nước ở trên những cái phiên bản khác là nó có một cái tính năng gọi là tính năng tự bơm nước. Thì ở cái két nước này thì chúng ta sẽ phải bơm thủ công, nhưng mà ở cái két nước này, này thì robot sẽ tự truyền nước vào đây, robot sẽ tự truyền nước vào đây thông qua cái phần lỗ thông ở đây, và nó sẽ kết nối vào trong cái con robot này và nó sẽ truyền vào đây, đây cái lỗ truyền vào đây đó. Cho nên là chúng ta sẽ không cần phải mất thời gian để chúng ta cấp nước cho cái két này, và chỉ cần phải đổ cho cái két chính thôi. Còn ở trên cái sản phẩm Dbot X1 Omni ấy, thì cái két nó sẽ được đóng kín ở bên trong, tức là chúng ta sẽ không mở ra thắng vào được. Thì theo quan điểm cá nhân của mình, cái thiết kế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo trì và bảo dưỡng dễ hơn. Còn cái thiết kế của X1 Omni thì có thể là hãng nó có một cái tính toán nào đấy nó đảm bảo cho người tiêu dùng, thì cái thiết kế đấy theo mình là chấp nhận được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần thiết kế ở mặt dưới nhé. Chúng ta sẽ đi tiếp luôn đến cái phần cảm biến. Cũng như thông thường Roborock vẫn sử dụng 6 vị trí cảm biến. Cái vị trí cảm biến chống rơi thì nó rất là quan trọng đối với robot, và đặc biệt thì ở cái phiên bản của Roborock S7 Mark V này, các cái vị trí cảm biến này, này nó sử dụng là vị trí két và được sử dụng thêm những cái lớp lông để chống bụi mà chui vào trong cái cảm biến này, thì mình đánh giá rất là cao cái chi tiết thiết kế này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái vị trí gọi là cảm biến siêu âm. Đấy, mình sẽ quay gần vào cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta có đến hai vị trí cảm biến siêu âm đấy. Ở đây chúng ta có một vị trí này và ở đây chúng ta có một vị trí này. Thì cái vị trí này nó có cái tên là Sonic Mopping. Nó sẽ phục vụ cho cái việc mà nhận diện sàn thảm cũng như là điều khiển cái hệ thống lau, cũng như là cái tính năng nâng khi mà gặp thảm, thì đây chính là cái tính năng đó. Đó, rất là quan trọng. Cho nên cái cảm biến này khi các bạn sử dụng thì các bạn phải lưu ý là vệ sinh bằng khăn khô mềm và vệ sinh thường xuyên, cũng như tất cả các vị trí cảm biến nhạy cảm khác. Và điều đặc biệt thứ hai mà mình thấy ở đây thì Roborock S7 Mark V Ultra vẫn sử dụng một cái chổi nâng cấp với 5 cánh, và một cánh thì có hai cái sợi kép hoàn toàn bằng cao su. Thì cũng như mình nói trong rất là nhiều các video rồi, với cái hệ thống chổi này thì so với cái chổi lông ấy, thì cái chổi này nó sẽ hạn chế mà bị mắc và bị rụng lông, nhưng nó cũng có những cái nhược điểm nhất định. Là ví dụ như nhà bạn mà có những cái góc sắc nhọn, ví dụ như chân bàn chân ghế có cái góc sắc, nó sẽ làm cho đứt cái cánh này. Thì đây nó cũng sẽ gây ra một cái trải nghiệm không tốt. Thì đánh giá tổng quan thì theo mình là những cái thiết kế mới bao giờ nó cũng sẽ tối ưu hơn. Thì cá nhân mình thì mình vẫn thích cái thiết kế mới ở trên cái chỗ này, tức là nó triệt tiêu được cái vấn đề là rối mắc nhiều hơn. Ở trong này thì chúng ta cũng sẽ có một cái lông giống như các cái phiên bản cao cấp khác của Roborock. Một cái hệ thống lông ở đây nó sẽ giúp cho ngăn ngừa không cho bụi mái tóc chui vào đây. Thì đấy là lý do tại sao mà các bạn thấy là cái chổi của Roborock thì nó lại sử dụng một cái con vít, và cái chổi của iRobot nó cũng sử dụng một con vít. Trong khi đấy cái chổi cạnh của EcoVac thì nó lại sử dụng khớp mà không phải là vít. Tại sao là như thế? Vì cái chổi của EcoVac nó hướng đến việc là mình tháo ra và gỡ vào thường xuyên, nhưng cái này thì nó khắc phục bằng cách là chống ở đây. Thì theo mình hai cái thiết kế này thì nó theo quan điểm của từng người một thôi. Và rất là nhiều bạn sẽ hỏi mình là sao con này nó chỉ có một chổi. Thì mình xin phép được giải đáp ngay tại đây, thì cái này nó sẽ theo logic đường đi của tùy từng hãng. Roborock thì sẽ thiết kế cho các cái sản phẩm của mình đi theo một chiều và tỷ lệ chính xác cao hơn, thì khi đấy cái phía ở bên này nó sẽ bỏ đi. Còn EcoVac thì lại thay đổi cái cách di chuyển của robot, tức là đã đi ở trên cái đường zigzag ấy một lần thì lại lặp lại thêm một lần một phần nhỏ nữa.
thì cái làm sạch quý của bác cho mình nó sẽ kỹ hơn. Một cái đấy nó chỉ liên quan đến logic làm sạch thôi, thì không có nghĩa là hai chổi sạch hơn một chổi hay là một chổi sạch hơn hai chổi các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi đến một cái hệ thống chính, nó có cái tên là HyperFox, một công nghệ cực kỳ độc quyền của Xiaomi. Thực ra là độc quyền nhưng mà cái này thì nó cũng lấy cái ý tưởng từ iRobot. Đó là một cái cuộn cao su đa bề mặt. Thì cái cuộn cao su này nó sẽ làm việc tốt hơn ở trên thảm, không có nghĩa là nó sạch hơn như các bạn. Thì nhiều bạn sẽ cho rằng là cái cuộn chổi lông và cái cuộn cao su, thì cuộn cao su làm tốt hơn thì cũng chưa chắc. Cuộn cao su này nó sẽ tốt hơn ở trong cái môi trường hoàn toàn bằng thảm hết. Thì đấy là lý do mà Roborock S7 hay là S7 MacBook Ultra được đánh giá rất cao ở các cái thị trường hay dùng thảm nhiều, ví dụ như là thị trường châu Âu và thị trường Bắc Mỹ, tức là những thị trường có không khí lạnh. Thì với cái thiết kế cuộn chổi này thì mình nhận xét là so với cái cuộn chổi của bản trước đi thì nó cũng đã khắc phục nhiều rồi. Cái bản trước này thì nó bị rách, nó hay bị rách. Cái bản này thì nó tăng cái độ dày này và tăng cái tiết diện này. Tức là sẽ có một cái lông, sẽ có một cái gân cứng và một cái gân mềm, chứ không như cái chổi này hoàn toàn là mềm hết. Và cái tính chịu lực và tính đàn hồi của nó rất thấp, còn cái này nó chắc chắn là dày dặn hơn rất là nhiều. Thì có lẽ mình chưa được trải nghiệm nhưng có lẽ mình cũng sẽ hy vọng là cái chổi này nó nâng cấp tốt hơn trong cái hệ thống HyperFox. Nhất là cái lực hút bây giờ nó đã là 5100 Pascal, một cái lực hút ở chế độ max nhé, còn chế độ bình thường thì nó cũng bình thường thôi. Còn có sạch hay không thì mình phải đến cái phần trải nghiệm cái năng lực hút của nó, thì mình sẽ vẫn trong cái video này mình sẽ gặp các bạn. Thực ra thì cái việc mà lấy lực hút làm tiêu chuẩn là một cái việc nó rất là vớ vẩn và ngu ngốc, theo mình, quan điểm của mình là như thế. Bởi vì có những cái sản phẩm rất là rẻ tiền thôi nó cũng có lực hút 3-4.000 PA như bình thường luôn. Thì mình đánh giá thêm là cái phần thiết kế cái họng hút này này, Roborock làm rất là cẩn thận, tỉ mỉ và trau chuốt. Tuy nhiên là cái phần liên kết, tức là nó sẽ phải sử dụng cái vật liệu là nó giống như là cao su, nhưng hiện tại đây mình sờ thì mình vẫn thấy nó là silicon. Thì không biết là cái tính chịu lực như thế nào, nhưng mà trên nhiều cái sản phẩm trước đây của Roborock thì nói chung là 10 người thì chắc phải đến 5-6 người gặp cái vấn đề rách cái vị trí này, thì nó sẽ gây rất là nhiều các ảnh hưởng. Thứ nhất là mất cái hiệu năng làm sạch, tức là cái khí nó bị thoát ra ngoài. Cái thứ hai nữa là bụi nó có lại chui vào trong các cái bộ phận linh kiện khác của máy. Và như vậy thì mình cũng không thay được cái này đâu. Cái này chỉ có vá, mà vá cũng rất là khó nhé, vì những cái chi tiết này nó rất là nhỏ đó. Cho nên là mình nghĩ là Roborock nên thay đổi, ít nhất là thay cái này bằng chất liệu cao su như đối với Ecovac, hoặc là gia cố cái chất liệu này cho nó tốt hơn. Để như thế này thì cực kỳ là không an toàn. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái sản phẩm cao cấp như thế này thì có lẽ là những cái chi tiết này hãng sẽ sử dụng một cái vật liệu đủ để đảm bảo cho chúng ta không gặp vấn đề đấy. Thì mình tin điều đó. Cái hệ thống HyperFox này nó khác với những cái máy rẻ tiền ở chỗ khác là nó sẽ thay đổi được cái hướng áp sát trên bề mặt sàn. Đây các bạn đang thấy là mình sẽ di chuyển ra di chuyển vào được này. Đó, chúng ta có một cái hệ thống bánh lái cực kỳ là hoàn thiện. Cái này nó đã được kế thừa rất là tốt ở trên những sản phẩm Gen 2, Gen 3 và bây giờ là gọi là S7 MacBook Ultra rồi. Thì chúng ta sẽ đến với một cái bộ phận mà thực sự là mình đánh giá mà gọi là cao mà gọi là siêu cao luôn đấy. Nó là một cái bánh xe. Thì nếu mà nói thì các bạn sẽ thấy nó bình thường, nhưng mà đối với mình ấy, thì nó là một chi tiết vô cùng là quan trọng. Nó quyết định đến rất là nhiều các vấn đề về sau của robot. Hầu hết chúng ta đều biết là các loại robot bây giờ đều kèm thêm tính năng lau. Và đối với một số không gian nội thất thì đặc biệt là những không gian nội thất hiện đại bây giờ thì chúng ta sẽ có xu hướng là sử dụng sàn đá, sàn gạch men để nó tạo một cái độ bóng và độ cao cấp cho ngôi nhà thôi. Còn đối với như nhà mình thì dùng sàn nhựa, còn một số nhà dùng sàn gỗ sẽ không gặp vấn đề này. Nhưng mà với cái bánh cứng như ở các cái đời trước của Roborock, ví dụ như là cái bánh này của Roborock S7 thì nó là cái bánh cứng, nó giống như S6 hoặc S5. Cái bánh này thứ nhất là nó rất là nhanh bị rách và bị mòn. Thứ hai là nó không có khả năng bám và chống trơn trượt. Thì cái vấn đề chống trơn trượt
đa phần người tiêu dùng gặp phải khi mà dùng sản phẩm của Roborock là điều đương nhiên rồi. Thì cũng qua đây mình đang thấy một cái thiết kế cực kỳ gọi là ăn cắp cũng được, nhưng mà gọi là học hỏi thì cũng không sao. Nó rất là giống cái bánh của EcoVac. À, nếu mà các bạn không tin nó giống thì mình sẽ cho các bạn xem luôn bằng việc là mình nhấc cái bánh T8 ra nhé. Đây, ở trong đây nó sẽ có các cái kiến trúc theo dạng như là cái lỗ tổ ong đó, và nó sẽ tạo được ra một cái hệ thống đàn hồi và cái hệ thống bám sát mặt sàn rất là tốt hơn hẳn so với một cái bánh đặc và cứng như thế này. Thì ở trên Roborock S7 Max V Ultra cũng được sử dụng cái kiến trúc như vậy. Mình thấy thì nó hơi yếu, tức là nó vẫn cứng, nhưng mà có lẽ là khi mà nó chịu tải, chịu lực thì cái độ đàn hồi nó sẽ cao hơn. Thì mình tin rằng là với cái nâng cấp từ cái hệ thống module bánh này, nó sẽ giúp cho Roborock khắc phục được cái vấn đề khi mà gặp sàn bóng nó sẽ bị trơn trượt, đi nó loạn lên, nó không thể di chuyển được. Chúng ta sẽ đến với những cái thiết kế tiếp theo, chắc chắn sẽ là cái thiết kế liên quan đến cái bộ phận nâu rồi. Chúng ta có một cái tấm nâu mình cầm ở trên tay nó rất là nặng, nó cũng không khác gì với cái tấm nâu trước nhiều lắm. Nhưng ở đây chúng ta có một cái tần số rung truyền chuyển động từ trên cái hệ thống này, đây, từ trên cái thanh thép ở đây nó truyền chuyển động vào. Các bạn có biết là tần số bao nhiêu không? Như mình cũng đã giới thiệu rồi và hãng cũng đã giới thiệu rất kỹ ở trong video rồi. Nó là 3.000 lần trên một phút. Cái tần số rung này thật sự là kinh khủng. Nó tạo ra lực rung và lực nhấn. Các bạn tưởng tượng đi, mình sẽ làm mô phỏng cho các bạn thấy. Khi mà nó rung, đây, giống như là có một cái gì đấy bẩn trên sàn, có một ai đấy lấy khăn miết đi miết lại đó. Nó tạo ra một cái khả năng làm sạch. Mình nghĩ là chắc không cần phải test cũng biết là kiểu gì nó cũng sẽ sạch hơn so với không có lau dung hoặc so với các phiên bản trước rất là nhiều. Chúng ta có một cái hệ thống khớp cực kỳ là nhân mạch và chắc chắn, và như các bạn đang nghe ấy, là thông báo hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thực ra thì nhiều các sản phẩm robot rất là quan trọng thị trường Việt Nam, ví dụ như là iRobot, ví dụ như là EcoVac hoặc là Roborock hoặc là Demi hoặc là các cái sản phẩm con của Xiaomi. Nói chung là bây giờ đa phần các cái sản phẩm robot ở thị trường Việt Nam thì đều hỗ trợ tiếng Việt rồi. Thì chúng ta có một cái thông báo hoàn toàn bằng tiếng Việt và chúng ta có một giao diện app riêng hoặc cũng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thì cái đấy là mình sẽ đến cái phần tiếp theo nhé. Thì về cơ bản đây, từ nãy giờ chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho cái việc phân tích cái thiết kế. Thì tất nhiên là mình trong cái video này mình cũng chỉ có khen là nhiều thôi. Còn các cái điểm yếu của nó thì có lẽ là cần phải có một thời gian trải nghiệm và dành riêng một cái video chỉ nói đến điểm yếu của nó thôi. Trong cái video này mình nghĩ là các bạn muốn được nghe những cái đánh giá tốt nhất về nó để xem nó như nào. Thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nhé. Nếu như thiết kế của Roborock S7 Max V Ultra làm cho bạn thấy kinh ngạc, thì app điều khiển Roborock cho Roborock S7 Max V Ultra sẽ làm bạn cảm thấy sửng sốt. Và tôi có thể khẳng định là mắt của bạn sẽ chữ A, còn mồm của bạn thì chữ O luôn khi mà được trải nghiệm cái app điều khiển siêu thông minh đến tầm vũ trụ như thế này. Thì đây sẽ là cái giao diện chính của app. Ngay bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm và cho các bạn thấy cái điều mình nói là hoàn toàn đúng 100% luôn. Ở giao diện chính thì chúng ta sẽ có một cái hình con robot và cái tên sản phẩm Roborock S7 Max V. Mình có thể thay đổi tên được. Và điều đó thì cũng rất là giống các robot khác thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt đập mắt các bạn ngay lập tức này. Chúng ta sẽ có một cái profile luồng công việc. Cái này thì nó rất là giống cái cách làm của iRobot. Nó cũng sẽ đưa ra các cái profile công việc làm cho mình chọn ở đây nó sẽ tiện hơn. Thay vì việc là mình phải chọn là nhập hoặc là enter smart cleaning như đối với sản phẩm của EcoVac, thì mình có thể là thêm vào rất là nhiều các loại profile công việc theo ý muốn của mình. Tức là mỗi một lúc mà mình có một cái sở thích công việc cho robot làm một cái kiểu khác nhau. Ví dụ như là dọn dẹp toàn bộ này, hoặc là sau bữa ăn thì dọn phòng ăn này, hoặc là hút bụi và lau tất cả này, hoặc là chỉ hút bụi thôi, hoặc là chỉ lau thôi đấy. Thì tất cả những cái option này mình đều có thể là đưa ra và thiết lập được. Ví dụ mình đang dùng hai cái option, một là dọn dẹp toàn bộ này, với một cái chế độ công suất cũng như là hút như này.
Còn thứ hai là sau bữa ăn thì chỉ dọn riêng phòng bếp này. Đó. Thế thì khi mà mình ăn xong thì bao giờ mình cũng sẽ muốn là chỉ dọn phòng bếp thôi. Thay vì việc vào đây thì mình sẽ nhấn một cái vào cái biểu tượng sau bữa ăn, là robot nó sẽ đi làm việc theo một cái profile định sẵn như vậy. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục show trình diễn cho các bạn những cái trải nghiệm cực kỳ đặc biệt và thú vị trên app. Đầu tiên, cái mà đập vào mắt tất cả chúng ta đấy là một cái bản đồ 3D. Đó, các bạn có thể nhìn theo. Và chưa hết nhé. Ở trên cái phần tùy chỉnh hiển thị bản đồ này. Đây. Thì các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều các loại bản đồ này. Bản đồ 2D này, bản đồ 3D này. Trong cái bản đồ 2D ấy, chúng ta có thể là giảm cái sự cồng kềnh của bản đồ đi. Ví dụ bằng cách là giảm hiển thị tên, là giảm hiển thị những cái vị trí này. Thì ở đây chúng ta có thể tắt tên phòng này, tắt loại sàn này, tắt đồ nội thất này. Đó, khi tắt đồ nội thất thì ở đây sẽ không có cái biểu tượng cái giường ở đây nữa, mà mình có thể bật lên cho các bạn thấy này. Đó, lại có một biểu tượng cái giường ở đây. Các bạn thấy chưa? Và tiếp theo nữa nhé, chúng ta sẽ chọn cái hiển thị bản đồ theo cái dạng 3D thì các bạn quá quen thuộc rồi. Chắc chắn là chỉ có những cái dòng sản phẩm siêu cao cấp nó mới có được một cái tính năng trực quan này. Cũng giống như cái dòng sản phẩm của EcoVac là Dbot X1, hoặc là những cái dòng mới khác của EcoVac như là T9 AVI hoặc là T9. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái hiển thị bản đồ nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái mà nó khác hoàn toàn so với tất cả những phần còn lại của thế giới. Đó là một cái bản đồ ma trận. Bản đồ ma trận là cái bản đồ gì? Này, nếu các bạn, những người mà đam mê, sở thích phim khoa học viễn tưởng sẽ biết ngay. Còn thôi mình giải thích qua cho các bạn. Nó sẽ cho mình đi, mình quét hình ảnh, dữ liệu toàn bộ không gian nhà mình. Và từ đó thì nó sẽ là dữ liệu điểm ảnh. Và nó sẽ mô phỏng lên một cái cấu trúc mà gần như là một cái cấu trúc ma trận điểm ảnh. Và nó tạo ra một cái không gian 3D. Không phải là 3D mà cái không gian thực tế ảo. Đó. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy. Như ví dụ như cái giường này. Nhìn. Mình quen rồi thì mình có thể hình dung được. Đây. Cái sofa này. Cái bàn ăn này. Đấy. Cái tủ lạnh này. Cái tủ lạnh trông nó hơi lem nhem nhưng mà đây là cái tủ lạnh đấy. Đó. Đây cái tủ lạnh này. Đấy, nó hiển thị rất là chi tiết luôn cái bàn ăn này. Nhìn rõ cái bàn ăn luôn. Nó như một cái cấu trúc không xương của một ngôi nhà ấy. Kinh khủng khiếp. Thực ra là cái hiển thị này làm cho mắt mình hơi rối, mình sẽ thích 3D hoặc 2D hơn. Đó. Thì bắt đầu tiếp tục mình show trình diễn tiếp nhé. Những cái tính năng cơ bản thì thực ra là trên các cái dòng sản phẩm khác nó cũng có như thế thôi, nhưng mà riêng đối với cái tính năng quản lý bản đồ này thì thực sự nó chuyên sâu thật. Mình sẽ vào dấu 3 chấm ở đây này. Các bạn sẽ xem được chi tiết bản đồ này. Rồi chi tiết bản đồ thì chính là cái mà mình thay đổi các cái tên phòng, loại sàn, thay đổi kiểu hiển thị này. Còn tiếp theo nữa thì mình có thể chọn khu vực cấm này. Đây, khu vực cấm vào. Thì ở cái tính năng này thì đa phần tất cả các loại robot thông minh bây giờ nó đều có đầy đủ hết rồi. Cái này nó cũng không có gì là quá đặc biệt. Tuy nhiên là đây mình sẽ thử luôn cho các bạn thấy. Cái giao diện thêm từng ảo này nó rất là, theo mình đánh giá là nó thông minh hơn so với nhiều các cái thương hiệu khác, mà ngay chính các cái dòng trước nó cũng làm tốt hơn. Đó, có một cái giao diện rất là trực quan. Tức là cái việc mà mình thêm các cái đoạn từng ảo này nó không bị các trường hợp như là mình vẽ mãi nó không được. Đó, cái này quá là đơn giản. Còn vẫn có những cái kiểu truyền thống khác nữa, ví dụ như là khu vực cấm. Đó. Thì chẳng hạn như trong cái không gian này mình muốn cấm riêng cái chỗ này. Hoặc thực ra cái này thì nó cũng tương đương với một cái tính năng từng ảo. Mình cho nó luôn vào đây thành cái từng ảo thẳng cũng được. Đó, thì những cái tính năng này nó quá quen với các bạn rồi. Còn mình cũng có thể thiết lập cái khu vực cấm lau. Ví dụ như cái khu vực này nó có cái thảm. Tất nhiên là thảm này nó tự tránh rồi, nhưng mà cái chỗ này mình lại không muốn nó lau. Ví dụ đây là khu bếp thì mình sẽ vẽ vào đây. Hiện tại mình cũng đang có một cái đường vẽ sẵn, bây giờ mình xóa nó đi. Đó. Sau bạn nhấn vào dấu tích để xác nhận. Thì tính năng nó rất là đầy đủ, cho nên là có lẽ là để giới thiệu cho bạn trong một cái video này nó rất là tốn thời gian luôn đấy. Và chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa phòng này. Chỉnh sửa phòng là gì? Có thể chúng ta có thể là tách phòng, chia phòng. Thì hiện tại robot nó quét ra một cái sơ đồ. Cái sơ đồ này nó là một phòng. Nhưng mà cái phòng này thì thực ra là mình lại có hai cái công năng riêng là phòng bếp và phòng khách. Thì với cái việc mà chia ấy, nó sẽ giúp cho mình tách được ra hai cái này. Ví dụ như ở đây ấy, mình lại có hai cái phòng chức năng khác nhau là phòng ngủ và phòng học đi. Thì mình chia tiếp này. Mình chọn phân chia nhé.
và mình sẽ chọn phòng. Mình sẽ vẽ cái đường phân chia này. Đó, giờ mình sẽ chia cái phòng này ra làm đôi này. Đấy. Còn mình thích chia đến đoạn nào thì chia, nó như là cắt một cái miếng bánh thôi. Đó, thì ở đây chẳng hạn như đây mình sẽ quy định đây là phòng ngủ, còn đây là cái phòng để cho con nhà mình nó ngồi nó học. Thực ra nó cũng chỉ trong một không gian thôi. Nhưng mình phân ra này thì nó rất là tiện cho việc về sau. Ví dụ như là con nó học xong ấy, thì mình sẽ cho con robot nó chạy riêng cái phòng học thôi, và không cần phải chạy phòng khác. Thì cái đấy nó sẽ rất là tiện cho về sau. Mình cũng có thể đổi tên những cái phòng này. Nhưng mà tên phòng này là cái một cái phòng học. Đó, cho nó chính xác với cái tên của nó. Rồi. Xong mình nhấn vào dấu tích để cập nhật. Bởi vì nó quá nhiều tính năng cho nên là nếu mà để giới thiệu thì các bạn sẽ phải rất là mất thời gian để các bạn xem hết được những cái tính năng đó. Thì đây chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng đặc biệt khác. Ví dụ mà mình thấy là thường các robot hiện nay vẫn chưa có. Ví dụ như chỉnh sửa đồ đạc. Thì những cái đồ đạc hiển thị ở trong không gian nhà mình này. Đó. Đôi khi mình sẽ không thể hiểu được lắm. Nếu mà mình là chủ nhà thì tất nhiên mình hiểu được rồi, nhưng mà nếu mà những người thành viên trong gia đình có thể là khi mà nhìn vào cũng sẽ khó hình dung. Thì bằng cái cách ấy, là mình vẽ những cái đồ nó trực quan một chút. Đây. Ở đây là một cái sofa này. Mình vẽ một cái sofa vào đây. Đúng không? Đó, thì mọi người ở trong nhà thì có thể dễ hình dung ra là ở đây của mình có một cái sofa ở ngoài phòng khách. Nhìn nó vô cùng là trực quan luôn. Xong mình nhấn vào dấu tích. Còn cái thư viện, các cái đồ nội thất ở trong app của Roborock thì nó rất là đầy đủ rồi. Mình có thể vẽ thêm đủ thứ, ví dụ như là bàn ăn rồi ABC đủ, rất là nhiều thứ luôn. Thì có một cái đặc biệt hơn mà đến đây thì đúng gọi là mắt chữ A, còn mồm thì chữ O thật. Đó là chỉnh sửa bề mặt. Cái chỉnh sửa bề mặt này nó sẽ để làm cái gì? Thì bây giờ mình sẽ show trình diễn luôn cho các bạn thấy nhé. Cái chỉnh sửa bề mặt chất liệu sàn này. Mặc định thì Roborock hay là tất cả những cái dòng sản phẩm cao cấp của Roborock và các cái thương hiệu khác ở cái phân khúc cao cấp ấy, bao giờ nó cũng sẽ có một cái khác biệt là nó sẽ có tính năng là nhận diện các cái loại chất liệu sàn, để từ đấy nó đưa ra cái quy cách làm việc làm sao cho tối ưu hiệu quả nó rõ nhất. Thì đa phần là một số các cái loại chất liệu sàn đặc biệt robot nó sẽ không thể nhận ra được đấy là cái loại sàn gì, dẫn đến là nó làm việc một cách bình thường thôi. Thế thì mình lấy luôn một cái ví dụ như là sàn của nhà mình là sàn nhựa, nhưng cũng có thể nó nhận nhầm đấy là sàn gạch. Đấy, thế bây giờ mình sẽ phải chỉnh loại cái sàn đấy. Đây. Mình sẽ chọn ví dụ như là đây, bản thân đây là một cái sàn nhựa và gỗ đấy, thì mình sẽ chuyển sang chất liệu chuẩn của nó là gỗ, để cho nó không bị hiểu lầm sang đây là cái chất liệu khác. Còn cái khu này thì thực ra là đây, cái khu này thì chất liệu của nó lại là gỗ, nhưng mà bây giờ mình lại muốn là nó hiểu là gạch, để cho nó khi mà nó làm việc ấy nó sẽ có một cái floor file làm việc hiệu quả hơn cho cái mặt sàn đấy. Tại vì khu này khu bếp thì mình có thể là chuyển đổi từ gỗ sang gạch, tức là mình lừa nó thôi, nhưng mà nói như vậy để cho các bạn có thể hình dung là nếu như trong trường hợp mà robot nó chưa hiểu và chưa nhận diện được cái loại sàn chất liệu ấy, thì mình có thể thêm vào. Còn có một cái cực kỳ đặc biệt đấy là thảm. Thảm thì mặc định nó là cái đỉnh cao của Roborock S7 Max V Ultra rồi. Khi mà gặp thảm thì tự động nó sẽ nâng cái khăn lau lên và nó tránh không cho cái khăn lau tiếp xúc vào thảm, để nó chỉ có dành riêng cái chế độ hút thôi. Nhưng mà một số các cái loại thảm ấy mình lại muốn ấy là robot nó vẫn vào nó lau. Mình lấy ví dụ như cái thảm nhựa. Cái thảm nhựa thì thường thường là cho trẻ con nó chơi hoặc là gì đó, thì cái thảm đấy thực ra là lau vẫn có hiệu quả, cho nên là mình vẫn muốn nó lau. Thì có thể là mình sẽ thêm một cái loại thảm nào đấy vào, hoặc là mình bỏ cái thảm nào đấy đi. Ví dụ ở đây mình muốn thêm cái chỗ này thì thực ra là cái này nó là một cái thảm mà mình không, nó chất liệu nó như kiểu bằng nhựa, và như vậy thì robot nó sẽ không hiểu được đấy là thảm, nhưng mà thực ra thì đấy lại là thảm. Thì mình sẽ tạo ra một cái định nghĩa mới cho nó, tức là cái này nó sẽ là thảm. Đó. Thì đây, mình sẽ thêm thảm này. Xong mình nhấn vào dấu tích ở đây. Đó. Còn nếu mà bạn muốn bỏ cái thảm này đi thì bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng thùng rác ở đây. Đó. Còn nếu mà bỏ qua thảm này, chẳng hạn như robot nó nhận ra ở cái chỗ này là thảm, mà rõ ràng đây là thảm thật, nhưng mà mình lại muốn là nó hiểu đấy không phải là thảm,
thì mình sẽ chọn vào đúng cái vị trí của cái thảm đấy, xong mình chọn cái vỏ qua thảm rồi mình tích vào đây. Đấy. Thì coi như là robot nó sẽ hiểu đây không phải là thảm. Đấy, các bạn hiểu ý chưa? Thì thực ra đây là một cái tính năng cực kỳ đặc biệt và chuyên sâu, mình nghĩ là các hãng khác cũng nên học hỏi Xiaomi. Rồi, mình sẽ trải nghiệm tiếp. Thì cái chỉnh sửa tiếp theo là chỉnh sửa trình tự. Thì các hãng khác nó cũng đều có, ví dụ như EcoVadis hoặc là iRobot nó cũng đều có khả năng thay đổi cái thứ tự làm việc. Thì đối với cái chế độ thông minh ấy, nó sẽ tự động nó định ra là đây, theo thứ tự là cái chỗ nào mà gần con robot nhất thì nó sẽ làm trước. Đây, con robot ở đây này, cái dốc ở đây này, thì nó sẽ làm phòng ngủ trước này, xong nó lại làm phòng khách này, xong nó lại vào trong cái phòng này nó làm này. Nhưng mà như thế này nó tối ưu cho cái cách di chuyển của nó. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình lại muốn như này này, cái phòng bếp bao giờ cũng là cái chỗ bẩn nhất, đúng không? Thế thì cái phòng cuối cùng này là cái phòng học nó sẽ sạch hơn, xong đến cái phòng ngủ nó cũng sạch. Thì mình sẽ muốn là làm phòng học trước này, xong đến phòng ngủ, xong đến phòng khách, xong mới đến phòng bếp. Không, bây giờ cái dầu ăn rồi mỡ ăn ở bếp nó đi nó lau nó lại kéo bẩn sang hết các phòng khác, thì như thế sẽ không hợp lý. Cho nên mình sẽ chuyển sang chỉnh sửa thủ công này. Ở đây mình sẽ chọn theo thứ tự là phòng học xong này. Đây, mình sẽ bỏ hết đi nhé. Đây mình sẽ chọn phòng học này. Đây, xong phòng ngủ này. Đấy, nói chung là 1, 2, 3, 4. Thế theo thứ tự như này. Xong mình nhấn vào dấu tích là xong này. Đấy, thì bây giờ cái phòng bếp sẽ được là cái phòng làm sau cùng. Còn không thì mình sẽ đặt lại trình tự. Tức là tự động nó sẽ về cái mặc định ban đầu khi nó quét ra cái bản đồ. Đấy. Còn nếu mà mình muốn đặt lại thì lại 1, 2, 3, 4. Đó, tích vào. Ok. Thế xong. Mình tiếp tục mình show trình diễn cho các bạn. Mình có thể sửa tên bản đồ ở đây nhé, hoặc mình thêm bản đồ nếu mà nhà bạn có nhiều tầng nhé. Thì có cái biểu tượng thêm bản đồ dấu cộng này, bạn thêm bản đồ ở đây, xong bạn chọn lập bản đồ nhanh thì robot nó sẽ chỉ đi nó tạo bản đồ thôi. Thì cái này mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn là cái như trong cái video mà mình đã hướng dẫn cái phần tạo bản đồ ấy, thì robot nó chỉ mất có chưa đầy 7 phút nó tạo xong một cái bản đồ. Nếu mà so với tất cả những cái loại robot khác hiện nay thì Roborock đang có cái khả năng tạo bản đồ nhanh nhất. Gần như là như thế. Như các cái loại robot khác như của EcoVadis hoặc của iRobot đều phải dọn dẹp full hết không gian thì mới tạo được ra bản đồ. Còn ở đây thì Roborock nó có một cái chế độ gọi là lập bản đồ nhanh, tức là nó chỉ đi nó thăm dò hết không gian thôi. Còn vẫn có cái cách truyền thống là làm sạch và lập bản đồ, tức là vừa đi vừa làm bản đồ. Thì cái đấy nó cũng sẽ mất thời gian bằng giống như các loại robot khác. Thì đây là một cái điểm mới mà mình đánh giá rất là cao cái tính năng chuyên sâu của Roborock. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ có một cái tính năng trải nghiệm kinh khủng nữa là chính năng camera. Thì như mình giới thiệu và giải thích rồi, nó sẽ cho mình một cái tính năng quan sát từ xa, nó giống như một cái camera an ninh ấy. Mình có thể đây mình di chuyển robot ra mình quan sát đó, và đặc biệt ấy, là nó có cái tính năng gọi là đàm thoại bằng video hai chiều luôn. Tức là mình có thể là quan sát được những cái gì đang hoạt động trong nhà và mình đàm thoại với người thân hoặc với thú cưng của nhà mình. Kinh khủng. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cuộc gọi cho các bạn thấy nhé. Cái chất lượng video nó đó, các bạn thấy không? Bởi vì hai chiều mà cùng một vị trí cho nên nó sẽ bị thu cả hai âm nên nó bị vọng. Thì cái điều này là đương nhiên, nhưng mà cái chất lượng cuộc gọi theo mình đánh giá là xuất sắc, cả chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đúng là tuyệt vời. Và thêm những cái tính năng rất là đặc biệt khác, ví dụ như là mình có thể là chọn cho nó đi đến một cái vị trí nào đấy mà mình muốn ở trên bản đồ, xong mình nhấp vào cái chữ đi nó sẽ đi đến đúng cái vị trí đấy luôn. Thật sự đây là một cái xử lý tuyệt vời luôn đấy. Còn mình có thể bật tắt cái chế độ xem từ xa này. Đấy. Thì mình tắt đi thì để kích hoạt lên ấy, thì mình sẽ phải giữ cả ba cái nút đấy với điều kiện là robot đang ở dock. Hiện tại mình đang bật rồi. Đó. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm
mới dành cho các bạn thôi. Rồi, tiếp tục nhé. Nó cũng sẽ có những cái chức năng cơ bản khác. Ví dụ này, như đây các bạn có thể nhìn thấy là làm việc theo không gian. Đây mình sẽ tải lại cái bản đồ cũ đã. Đó, mình khôi phục lại cái bản đồ ban đầu đã. Tại vì vừa rồi là mình cho tạo cái bản đồ mới, bây giờ mình khôi phục lại cái bản đồ ban đầu. Thì Roblox S7 Max V Ultra nó cho phép lưu trữ được 4 bản đồ tầng và mình có quản lý full được. Có một cái hạn chế thì mình cũng sẽ nói luôn với các bạn, mình quên mất là Roblox nó chỉ cho vẽ được 10 cái tường ảo thôi. Đây. Thì đây là một cái hạn chế nhưng mà mình nghĩ cái này cũng không quan trọng lắm. Bởi vì bản thân cũng ít có trường hợp mà mình dùng đến 10 cái tường ảo. Đấy. À, mình quên mất mình chưa xóa nó đi này. Xóa 10 cái tường ảo đi. Rồi ok. Nếu mà khám phá hết các cái tính năng trên Roblox S7 Max V này, nói chung là nó sẽ phải mất cả ngày luôn đấy. Cho nên là ở đây mình sẽ giới thiệu những cái gì gọi là tinh túy nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục đến nhé. Cái tính năng tránh vật cản này, chúng ta có thể bật tắt được này. Đây, ít va chạm với tất cả những cái tính năng liên quan đến né tránh trong cái công nghệ Reactive AI thì nó đã cho mình full đầy đủ hết luôn rồi. Còn nếu nhà bạn có nuôi thú cưng thì đây, nó thêm một cái khả năng né tránh mà sâu hơn nữa. Đấy, nó sẽ tránh trong thời gian thực được. Thì cái phần tùy chỉnh cái đèn chiếu này, khi robot nó đi làm việc ở trong những cái không gian tối thì nó sẽ không thể nhận diện được cái đồ vật đấy để nó tránh. Thì với cái đèn ấy, nó sẽ giúp cho robot làm được việc đấy. Thì nếu mà mình để tự động ấy, thì nó sẽ tự động nó bật đèn ấy. Còn nếu mà mình tắt đi thì nó sẽ, cái đèn nó sẽ không kích hoạt. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính năng nhận diện những cái vật thể ở trong cái môi trường bóng tối. Rồi ok, thì thực ra là những cái tính năng này mình đã giới thiệu rất kỹ rồi. Mà cái tính năng xem từ xa này thì mình có thể có những cái bảo mật, nó là gọi là bảo mật hai lớp. Tức là bình thường mình vào cái app này mình cũng đã phải có cái điện thoại của mình, tức là mình là chủ cái điện thoại của mình rồi và có cái tài khoản thì mình mới vào được. Cái thứ hai nữa là để vào xem camera thì mình sẽ có hai cách này, màn hình mở khóa hoặc là cái cử chỉ. Tức là mình sẽ phải vẽ làm sao cho nó đúng cái đường mật khẩu của mình, nó giống như kiểu mở khóa điện thoại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có cái phần là quản lý bản đồ này. Thì đây nó sẽ hiện ra tất cả full, nếu mà nhà mình có bao nhiêu tầng nó sẽ hiện hết ra các bản đồ tầng ở dưới này. Thì hiện tại nhà mình chỉ có một tầng thôi cho nên là mình không thấy được các cái bản đồ khác ở đây. Đó. Nếu mà nhà mình chỉ có một tầng thôi thì mình có thể chọn một tầng. Đó. Nó sẽ ẩn bớt đi những cái tầng khác và nó bỏ luôn cái tính năng tạo ra những bản đồ mới để tránh cái trường hợp mà trồng chéo bản đồ. Đó, ok, thì đây cũng là một cái điểm khá là mới và quan trọng. Mình có cái phần cài đặt robot ấy, thì mình có thể vô hiệu hóa đây này. Các cái phần đèn báo này, đèn trạng thái này, rồi bật tắt kích hoạt chế độ khóa trẻ em này, chế độ không làm phiền này. Nói chung là thực ra thì những cái tính năng này thì trên các cái dòng sản phẩm khác nó cũng có thôi, nó không phải là quá đặc biệt. Đấy, thì sạc ngoài giờ cao điểm, tức là nói chung là những cái tùy chỉnh này thì nó theo sở thích của mình là chính, nhưng nó cũng không làm thay đổi được cái chất lượng của con robot đâu. Rồi mình sẽ có cái cài đặt trên cái dock này. Cái dock này nó sẽ có một cái tính năng riêng đây, các bạn nhìn thấy này. Cái tính năng mà tự động đổ rác nó sẽ được kích hoạt. Đấy. Cái chế độ làm sạch này, nó sẽ là làm sạch thông minh này, sơ qua này, cân bằng hay là tối đa, nó sẽ tùy vào cái môi trường bụi bẩn. Ví dụ nhé, nhà bạn nuôi thú cưng ấy, thì những cái lông thú nó bị két ở trong kia ấy. Nếu mà một cái lực hút chuyển rác yếu quá thì nó sẽ có thể bị tắc hoặc nó sẽ không vào hết được. Thì cái này thì nếu bình thường để thông minh thì robot nó sẽ tự điều chỉnh cái áp suất hút này. Còn nếu không thì bạn sẽ có thể khống chế sang các cái lực hút khác. Thì mình đánh giá đây cũng là một cái điểm rất là chi tiết của Roblox S7 Max V Ultra. Mình có thêm cả cái tính năng là cài tự động
chế độ vệ sinh thảm này. Thì bình thường mặc định nó sẽ là nâng thảm, nhưng mà mình không thích như thế thì mình có thể là cho robot tránh thảm luôn, thì nó sẽ giống ở các cái dòng robot khác trước đây. Còn nếu mà mình không muốn như thế nữa thì mình muốn nó lau trên thảm cũng được. Đây, mình sẽ chọn là dung thảm trải sàn. Nó dịch tiếng Việt nghe hơi ngược 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 kiểu gì ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại các chính chức năng tiếp theo nhé, để mình giới thiệu cho các bạn. Thì cái giọng nói của robot này mặc định nó sẽ là tiếng Anh. Tất nhiên là mình sẽ vào đây mình chọn rất là nhiều các ngôn ngữ khác, thì tiếng Việt mình sẽ chọn ở đây. Thì tiếng Việt nó thân thiện với mình rồi. Thì giao diện điều khiển cũng bằng tiếng Việt và robot cũng có thể nói tiếng Việt, đấy là một cái lợi thế và cũng như là một cái sự hỗ trợ rất là sâu sắc của Roborock dành cho thị trường người tiêu dùng Việt Nam. Thì chúng ta sẽ xem cái lịch trình, tức là cái các cái lịch mà chúng ta tạo ra thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần tiếp nữa là ghim lại và bắt đầu. Thì đây là cái tính năng mà mình muốn di chuyển robot ra đâu đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn vệ sinh cái mặt dưới của robot mà mình lại không muốn phải bê robot ra cái chỗ đấy, thì mình có thể chọn cái phần ghim. Rồi, còn một cái phần nữa là lịch sử làm sạch thì cũng giống như nhiều các loại robot khác. Còn cái phần bảo trì thì đây các bạn có thể quản lý và kiểm tra được tất cả các cái bộ phận hao mòn này. Thì để rõ hơn thì các bạn sẽ xem cái phần hướng dẫn. Còn có một phần nữa là cập nhật phần mềm. Thì về cơ bản đây là toàn bộ những cái trải nghiệm trên cái app điều khiển của Roborock. Thực ra thì mình nên chỉ giới thiệu sơ qua thôi, còn như thế này mình đã trải nghiệm thật sự là cực kỳ chuyên sâu rồi. Còn có một cái tính năng nữa mà mình muốn cho các bạn biết luôn ngay và luôn bây giờ, đấy là điều khiển bằng giọng nói. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé. Hey Siri, going home. Okay, I found this on the web for Hey Siri going going home. Check it out. Rồi đã nhé. Hey Siri, going home. Okay, done. Đó, các bạn vì cái phát âm tiếng Anh của mình Siri nó không dễ hiểu lắm đâu, nên là cứ phải phát đi phát lại vài cái nó mới được. Đó, thì các bạn thấy là có một cái khẩu lệnh mà lại bằng Siri, tức là mình tương tác luôn trên điện thoại bằng Siri luôn, bằng một trợ lý ảo Siri. Thì mình có thể là cho nó về đốc sạc hoặc là làm rất là nhiều các việc khác. Thì cái tính năng này mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn là nó sẽ nằm ở cái biểu tượng user ở đây. Và chúng ta sẽ chọn cái phần điều khiển bằng giọng nói. Thì ở đây nó không chỉ là mỗi là Siri, tức là cái trợ lý ảo trên điện thoại, mà ngoài ra thì nó còn hỗ trợ rất là nhiều các cái phần cứng khác. Ví dụ như là loa thông minh này, rồi cái loa thông minh của Amazon này, rồi các cái loại loa thông minh khác. Đó, thì đối với cái lệnh Siri thì các bạn chỉ thực vào đây các bạn thêm thôi. Ví dụ mình thêm một lệnh cho các bạn xem nhé. Ví dụ như cái ở đây hiện tại nó đang có tổng là 7 cái lệnh. Mình thấy là nó cũng hơi hạn chế một chút, nhưng mà với mình thì đây là những cái lệnh nó rất là cơ bản rồi. Chẳng hạn như dọn dẹp phòng theo lựa chọn này. Đây. Ví dụ như phòng học nhé. Dọn phòng học thì mình sẽ ghi âm cái cụm từ này lại là có một vấn đề là Siri nó không hỗ trợ tiếng Việt đấy, cho nên là cái khẩu lệnh ở đây mình vẫn phải đưa vào là tiếng Anh nhé. Ví dụ bây giờ mình đấy, mình đưa ra một cái câu lệnh bằng tiếng Việt, nhưng mà tí nữa mình đọc cho Siri nó nghe thì nó sẽ không thể đồng bộ ở trong đây được. Đó, cho nên là mình sẽ phải đây, mình sẽ phải clean mình sẽ thêm một cái dọn gì đó nhỉ, dọn phòng ngủ đi. Clean bathroom.
sang phòng tắm rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Thì thực ra cái phần phát âm tiếng Anh của mình nó cũng không được tốt cho lắm đâu. Cho nên là về cơ bản thì mình giới thiệu cho các bạn như thế để các bạn dễ hình dung là nó có một tính năng, để một tính năng thật sự là tuyệt vời luôn ấy. Đó. Thì đúng là mắt là chữ A còn mồm chữ O thật. Nếu mà mình trải nghiệm với, đây chưa phải là hết tất cả những cái gì trên app điều khiển của Roborock S7 Max V Ultra làm được nhé. Vâng, thì Roborock S7 Max V Ultra có thể cho tất cả các loại robot khác mất việc hay không, và giúp bạn có thể nghỉ ngơi một cách hoàn toàn được hay không, thì cho nó chạy thôi. Chúng ta sẽ vào làm sạch. Đang bắt đầu dọn dẹp. Rồi, đây là lần đầu tiên Roborock S7 Max V làm sạch trên bề mặt một không gian mới. Chúng ta sẽ xem cái cách mà Roborock S7 Max V Ultra hoạt động như thế nào. Mình sẽ trải nghiệm hết tất cả các cái tính năng, từ hút, lau cho đến tránh vật thể. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta đều rất là dễ nhận ra là có một cái mức tiếng ồn rất là thấp, nó gần như là không có sự ảnh hưởng cho những cái công việc sinh hoạt khi mà robot làm việc, nó ảnh hưởng đến chúng ta. Đó, thì đầu tiên Roborock sẽ định vị lại toàn bộ ngôi nhà chúng ta. Và rõ ràng với lần đầu tiên thì Roborock sẽ chưa có nước ở trên cái két nước, cho nên là nó sẽ phải về dock, nó thực hiện việc là cấp nước. Đó, thì các bạn thấy là Roborock đang bắt đầu quay về cái vũ trụ công nghệ, đó là một cái chạm sạc với đầy đủ hết tất cả các loại tính năng. Và cái đèn trạng thái nó bắt đầu nó chuyển. Đó. Vì nó tự động cho nên là mình cứ kệ nó thôi, mình không phải làm gì hết. Mình chỉ việc kiểm tra cái chất lượng của nó xem là nó làm việc nó sạch hay không. Đây, nó đang diễn ra một cái quá trình bơm nước với giặt rẻ. Cái này thì video giới thiệu của Roborock rất là kỹ về cái quá trình giặt rẻ. Nước sẽ được bơm và có một cái hệ thống bàn chải, nó trà sát và nó hút nước bẩn. Mình cũng lần đầu tiên trải nghiệm nên là cũng chưa thể tưởng tượng được là nó giặt có lâu hay không. Và chúng ta đang thấy là cái mức nước này đang bị bơm này, nó đang bị ít hơn. Thì nó sẽ cấp nước cho cái két nước ở bên trong của con robot. Là mình đã được giảm đi một cái thao tác. Tất nhiên là Roborock S7 Max V Ultra không phải là sản phẩm duy nhất có cái tính năng tự đổ rác và tự giặt rẻ lau. Chúng ta có những ông lớn hơn, đó là EcoVac. Màn hình các bạn đang nhìn thấy là EcoVac D-Bot X1 Omni. Cho những bạn chưa biết thì tính năng nó còn vĩ đại và khủng khiếp hơn nữa, đó là sấy bằng hai luồng khí nóng. Và những công nghệ rất là tối tân, nhưng mà trong cái video trải nghiệm này mình chỉ trải nghiệm với sản phẩm Roborock S7 Max V Ultra thôi, cho nên là mình sẽ dành riêng một video khác để gặp các bạn ở cái sản phẩm của EcoVac, đó là D-Bot X1 Omni. Cái quá trình giặt khăn này mình cũng không biết là nó sẽ diễn ra bao lâu, nhưng sau đó thì nó sẽ có thêm cái quá trình nữa là quá trình bơm nước.
Nhà mình thì cũng rất lâu rồi không lau chùi gì. Và như thế thì mới thấy cái giá trị của một con robot tự giặt giũ lau nó rất là cao. Ví dụ như mình đang sử dụng cái sản phẩm Dbot N9 Plus thì cái vấn đề mà mình gặp phải là nó hút thì không sạch, nó điều hướng thì kém, nó lau thì thực sự là nó cũng gặp rất là nhiều các vấn đề. Đây, như cái khoang này nó bẩn, rẻ lau thì nó giặt cũng không sạch lắm, mình phải đi mình giặt lại. Thành ra là nó bị bỏ xó. Nên là cái tính năng lau ở trên một con robot thật sự là mình cũng chưa được đánh giá cho cao lắm. Con robot S7 đời trước này cũng thế, cái lau của nó cũng là dung tần đấy, nhưng mà nó cái hạn chế là nó không giặt được rẻ lau, cho nên là cái việc lau trên cả một cái bề mặt sàn rộng lớn như thế thì nó cũng không thể sạch hết được. Ây da, như vậy là nó đã thực hiện rất là nhanh. Quá trình giặt rẻ lau chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 3 phút. Mà đây các bạn nhìn thấy này, nước nó được bơm đầy hết vào cái két nước này rồi. Nó chuyển từ ở trên này chuyển xuống. Đó, và bây giờ nó thực hiện cái việc lau. Thì mình cũng có những cái con robot khác, ví dụ như đây của Ecovac này, con T8 này. Nó sẽ có lau thẩm thấu và lau dung. Nhưng thực sự là cái tính năng lau thì đến thời điểm này thì cá nhân của mình vẫn chưa đánh giá quá cao. Mình sẽ quan sát này. Cái mức độ nước nó tiết ra rất là đều và vừa. Sạch thì thật sự là mình cảm thấy sạch luôn rồi đấy. Đây, cái tay của mình không có một cái vết bẩn nào khi mà mình quệt vào cái chỗ mà nó đã lau rồi. Đây, cái điều mà các bạn đang muốn được trải nghiệm này, nó là ở trong bóng tối nó sẽ bật đèn lên để nó đi nó làm việc, tuyệt vời luôn. Chỉ cần cái ánh sáng không đủ là nó sẽ tự động nó bật đèn lên nhé. Cái tuyệt vời. Lát nữa thì chúng ta sẽ được trải nghiệm tính năng nâng thải. Các bạn nghe thấy một cái công suất và một cái mức tiếng ồn gây ra nó rất là thấp. Theo mình, nếu mà so với những cái tiếng ồn mình từng đo ấy, thì nó rơi tầm khoảng 65 đến 70 đến 72 decibel, thì cái mức tiếng ồn này nó theo mình nghĩ là nó chỉ khoảng tầm 58 decibel, rất là êm. Đó, vừa thông minh vừa chăm chỉ, vừa biết nghe lời, lại còn nhẹ nhàng nữa. Nếu theo mình quan sát thì cái đường di chuyển của nó rất là chính xác và gần như nó không chạm vào đồ vật cũng như là chân bàn, chân ghế. Giờ mình sẽ thả ngẫu nhiên cái dép vào đây sẽ nó nản ra. Đó, ngay lập tức thì nó sẽ lùi lại ngay. Theo cái khả năng tránh của nó thì cái độ chính xác mình gọi là xuất sắc. Đây là cái hộp, ở bên trong là cái đốc của Roborock S7 Mark V mà mình đã cho nó ra rồi, thì đây chỉ là vỏ hộp thôi. Lát nữa thì sau khi mà lau xong chúng ta sẽ được trải nghiệm cái khăn. Nhà mình khẳng định là không bẩn lắm, rất là sạch, nhưng mình đã cố gắng là để vài hôm không cho robot lau rồi để cho nó có ít bẩn để mình xem là cái khả năng lau của nó đến cái tầm cỡ nào. Mình thử một cái thử nghiệm hơi mang tính dại dột tí là sờ vào đây, nó rung kinh khủng luôn đấy, chứng tỏ là các hãng này cũng không gian dối như mình nghĩ, tức là rung 3.000 lần là rung có thật. Mình sắp được trải nghiệm một tính năng cực kỳ
tương lai cực kỳ tối tân, đó là gặp thảm và nó nâng lên. Đó, cái thảm này cũng không phải cái thảm của nhà mình thường dùng. Đó, đúng là nó nâng lên thật. Này các bạn nhìn thấy nó nâng cao lên nhé. Đó, tuyệt vời luôn. Thảm này mình mang ra để thử nghiệm thôi. Tuyệt vời, lại nâng tiếp này. Trời ơi, thật sự là ấn tượng luôn đấy. Các bạn có thể nhìn thấy nó nâng rất là cao. Thế này thì mình có thể là khẳng định là tất cả những cái con robot hiện tại đang có mặt ở nhà mình bị đe dọa, bị đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Cái khả năng làm việc ở trong bóng đêm này kinh khủng luôn. Vào gầm cái là nó bắt đầu nó soi đèn, nhìn thích cực kỳ luôn đấy. Thì bây giờ mình không có việc gì làm, khéo suốt ngày mình đi mình xem nó làm. Lọ mọ nó chui vào trong cái gầm sofa để xem nó làm gì. Rất là êm luôn. Thì cái công suất này mình cũng không biết quy đổi nó sẽ ra bao nhiêu bát can, nhưng theo thông số của Roborock thì công suất cực đại là 5.100 bát can, tức là nó có cái thông số ngang ngửa hoặc là nhỉnh hơn so với cái sản phẩm Pivot X1 Omni. Đó, các bạn nhìn thấy là nó tăng mức công suất lên đấy. Đấy chính là công suất 5.100 bát can, rất là êm. Mình sờ thử với phần thoát khí nhé. Thực ra có thể là hãng nó dùng một cái cách tính hoặc một cái công thức nào đấy. Chứ còn nếu mà nói về cái lực hút này thì tốt nhất là các bạn dành lại một tiếng các bạn xem cái video đo lực hút của mình. Nhân tiện cái câu chuyện đo lực hút thì lát nữa mình cũng sẽ có thể sẽ làm luôn một cái phần test dùng máy đo lực hút. Thực ra theo quan điểm của mình cái lực hút đấy nó tra đến làm gì cả, đo mới chật đạt. Rồi thì đứng trước mặt của Roborock S7 Mark V Ultra là rất là nhiều các cái đối thủ và đối trọng, những cái ông lớn như là iRobot này, EcoVac này, đủ thứ. Có lẽ là mình đang cảm thấy bị Roborock S7 Mark V Ultra thuyết phục. Chỉ trong có 12 phút thôi mà nó đã gần như là đi full gần hết không gian của nhà mình. Đó, đây là cái bản đồ nó thể hiện. Đã được 9 mét vuông rồi. Ta tiếp tục trải nghiệm. Thì như mình có nói đấy, nó sẽ tùy vào cái mức độ bụi bẩn của nhà, mỗi một cái không gian lại khác nhau. Thì chúng ta có thể là cài đặt cái hệ thống giặt khăn đó. Thì mặc định ở đây sẽ là 20 phút sẽ giặt khăn một lần. Đó, theo mình thì hiện tại bây giờ cái khăn này mình đoán chắc chưa đến mức bẩn đâu. Có nghĩa là mình có thể thay đổi cái ngưỡng thời gian này. Mình nghĩ là trong 20 phút thì nó sẽ làm xong cái không gian này rồi. Cho nên là có thể là mình sẽ không được trải nghiệm. Thì đây cũng là một cái hạn chế của nhiều robot, tức là nó sẽ làm cho cái tấm thảm này bị nhô ra này. Cái này là cũng không phải là do robot đâu. Khi mà mua thảm thì chúng ta nên sử dụng những cái tấm thảm có cái phần đế và cái đường khâu ở phía ngoài nó chắc chắn ấy. Cái thảm này là mình mua để trải nghiệm cho các bạn xem thôi, cái thảm rất là rẻ tiền.
Này, nó đang làm sạch rất là kỹ cái khu vực có thảm với một cái cúp cao lên. Nếu theo thông số là 5.100 pascal thì kinh khủng khiếp, ngang với một cái máy hút bụi cầm tay công nghiệp. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thử giày dép các kiểu này xem là nó tránh kiểu gì nhé. Sẽ mang một ít những cái đồ mình có một cái thứ rất là đặc biệt thì nó sẽ ban tặng cho nó. Nói chung là đến thời điểm này mình nhận xét cả về cái khả năng né tránh, cách định vị và di chuyển thì đúng là nó xuất sắc. Đặc biệt là mình ấn tượng với cái công nghệ bật đèn đi làm. Bây giờ mình chưa biết là nó sẽ đi đâu, để mình sẽ theo dõi ở trên cái phần app xem nó đi đâu, sau đó mình sẽ bẫy nó, mình cho nó cái như thế là cái thảm nó sẽ làm riêng, mình cho nó cái cục phân này. Ây à, như thế thì có vẻ là nó chưa tránh được, hoặc là có thể do mình vất không đúng chiều di chuyển của nó. Thì cái tính năng tránh vật thể này nói chung là nếu nhận xét của mình ở thời điểm này thì Roborock xuất sắc. Nhưng mà nếu mà nói cái khả năng tránh đến tuyệt đối thì mình nghĩ là nó cũng không thể làm được điều đấy. Cho nên là những cái vật nguy hiểm đây, ví dụ như các bạn nhìn ở trên video này, các bạn, đây là mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ đọc. Tóm lại là nó bị đi vào phân đấy. Đây là Roborock S7 Mark V Ultra đấy. Đó. Đây. Có ống tay. Thì có một ông bạn của ống tay bảo là thế thì đừng cho phân ở trên sàn nữa. Nhưng mà ông này giải thích là nó có một cô chó 20 tuổi. Nhưng mà cô này hay thì thực ra là nhà nuôi thú cưng sẽ rất là quan tâm đến vấn đề này, cái khả năng tránh, đặc biệt là cái khả năng hút lông và tóc. Thì với cái hệ thống làm sạch Hyperfox và cái cuộn hút cao su đang ở mặt kép, nhưng mà đây là cái cuộn đơn ấy. Có lẽ là nó sẽ làm một việc khá là tốt. Có vẻ là cái sàn thảm này nó chú trọng làm sâu hơn, để mình xem là nó sẽ di chuyển đi đâu nữa. Bây giờ mình sẽ phải quay lại, rồi mình để ở đây xem có tránh được không. Có tránh luôn, không nói nhiều. Đó. Nói chung là mình nghĩ đến một người đòi hỏi rất là nhiều như mình cũng phải thuyết phục với cái khả năng tránh né của nó, thì các bạn không cần phải suy nghĩ. Đó, thấy sức mạnh của nó chưa? Nó ở một tầm khác rồi. Tất nhiên là tránh vật thể không phải là cái mà để các bạn đưa ra quyết định mua một cái con robot, nhưng đến tầm mà đã phải chi rất là nhiều tiền như vậy. Đây, nhìn nó tránh cái chân gần như không có một cái vết chạm gì. Cái việc mà nó làm việc ở trên các cái chân bàn, chân ghế, rồi các cái chân tủ cực kỳ là trơn tru, kinh khủng luôn. Cái khả năng xoay sở của nó thì theo mình là một cái điểm đáng được ghi nhận. Sợ thật.
mình khá là thích cái màu trắng, nhưng mà cái màu đen này thật sự là Roborock tạo hình cũng như là thiết kế thì thật sự là rất là ấn tượng. Nếu như Roborock trang bị cho người dùng thêm một cái phiên bản màu trắng thì mình nghĩ là perfect. Đây nó giống như cái màu trắng này, nhìn nó sáng, nhìn nó làm cho cái không gian của nhà mình nó trở nên đẹp hơn nữa. Cái màu đen này thì mình cũng không được thích cho lắm, nhưng mà cái cách di chuyển của nó thì tuyệt vời thôi. Mình sẽ thử một số các cái đồ đặc biệt khác nó rơi xuống như là nó làm ăn thế nào nhé. Ví dụ như là đồ chơi trẻ con đi. Mình sẽ chuẩn bị thả cho nó xem nó phản ứng của nó ra làm sao. Bây giờ mà nó đi vào cái con iPhone 12 Pro Max 20 củ kia là cũng ra cái gì đấy. Nào bây giờ sẽ cho nó biết nó muốn đi đâu. Thực ra là với một cái ma trận vật thể thì quá khó rồi. Nếu các bạn không xem cái đường di chuyển ở trên bản đồ trên điện thoại thì các bạn sẽ thấy nó đi rất là ngu. Đó, đây mình đang phải giúp nó này. Ở đây là một cái hạn chế khá là nho nhỏ. Đây, nó đang sắp hoàn thành cái bản đồ rồi. Đó thì nó có những cái cách di chuyển theo mình là theo cái phong cách khoa học của nó. Còn việc của mình là kiểm tra nó di chuyển nào thôi. Ở đây nó đã thống kê được những cái đồ vật cản này. Mình thử luôn nhé. Cái hình đôi giày. À đúng đôi giày luôn. Chất lượng thật. Phân này. Ấy à. Sao nó này... Tức là nó xác định là đây là một cái đồ vật gì đó, vật thể đặc biệt. Chụp hết những cái đồ vật đặc biệt. Chân bàn, chân ghế, những cái thứ mà gây cản trở cho nó tránh. Sau đó nó sẽ đưa những cái đồ vật có màu sắc vào cái thư viện. Đây là cái vị trí đặt đốc sạc này. Kinh khủng thật. Mình không biết là bây giờ con robot nó đang di chuyển như thế mình có xem được camera không. Chơi thử xem. Wow. Kinh. Xem được camera. Sợ thật. Nó vừa làm mình vừa xem được luôn. Xem nó tránh nào nhé. Tránh ngay. Đang nào ầm 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 ra cái nhìn thấy đồ vật đấy là giảm tốc ngay. Nhìn đi rất là chuyên nghiệp nhé. Đúng phong cách kiểu mấy dân tổ lái đánh võng. Cực kỳ là điệu nghệ. Chỉ một đường thôi là đã thông chốt được rồi. Thật. Nào bây giờ lại bật đèn này. Bật đèn. Tinh thần. Con này đúng là không đùa được. Khả năng tất cả mấy cái con robot hút bụi thì vừa thừa tính năng vừa thiếu tính năng thì bị thất nghiệp. Bây giờ nó vừa giặt khăn, nó vừa đổ rác này.
nó tự làm sạch nó này, mình chả phải làm gì với nó. Dọn dẹp thì rất là kỹ càng, di chuyển thì không một tiếng động, tiếng kêu mà không va chạm gì hết. Tinh thần tất nhiên là cái con robot mà càng nhiều tính năng thì nó lại càng nhiều các cái điểm hạn chế, thì mình sẽ có riêng một video để phân tích những cái điểm hạn chế của nó. Tất nhiên là mình dùng robot là để nó phục vụ mình, cho nên là nếu mà mình chấp nhận được cái hạn chế đấy thì nó lại là cái mà nó đem lại cái giá trị cho mình thôi. Cả một cái không gian này nó làm việc khá là cẩn thận, thì phân tích này, những cái vị trí này là do mình thay đổi cái những cái vật thể nên nó bị đấy, nó bị lặp lại một chút, theo mình là chấp nhận được. Con này lau chùi thật sự là cẩn thận. Cái quan trọng nhất là xem cái khăn lau của nó có sạch hay không. Không sạch là ăn đấm. Nếu mà bạn để ý kỹ thì cái vị trí mép tường ấy, nó làm sạch rất kỹ. Nó không tránh ra hoàn toàn cái đường di chuyển của nó. Xem có chạm không nhé. Chạm một ít. Nó không thể tránh khỏi 100% được. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và thế thì mình có cái thay ho để cho nó chơi rồi. Sẽ làm ít dây điện. Cái dây điện cỡ to thì thông thường các con robot đa phần có tính năng tránh vật thể thì nó đều tránh được. Sợ cái dây điện kiểu như cái dây sạc là dễ bị mắc lắm, kể cả nó có tránh. Nhìn cái vệt nâu của nó, nhìn cái lực miết của nó rất kỹ, nó đâu sạch đấy. Bây giờ tốt nhất là mình sẽ thử cái phần nâu nó có sạch hay không bằng một cách là mình dùng một cái giấy màu trắng quẹt vào đây. Đây, quẹt vào đây, nó khô hết những cái bẩn này đi. Trời, sạch, sạch thật luôn đấy. Đây là nhà bẩn nhá, có nghĩa là cái khăn của cái con S7 MacV Ultra thì nó có một cái khả năng thẩm thấu cực kỳ kinh điển nhá. Nhìn sau khi nó khoanh một cái vùng khó xong này, một cái vùng thảm xong, bây giờ nó tiếp tục nó ra nó làm cái vùng này đó. Thế là cái con này nó phân bổ cái đường đi vô cùng là thời gian thực và khoa học. Nếu mà không gian phức tạp quá nó sẽ tự động nó chia nhỏ ra luôn. Để mà chờ nó làm hết cái nhà này thì chắc các bạn sẽ đợi rất là lâu. Nó đang phải sử dụng mức công suất khá là lớn đấy. 15 mét vuông nằm sạch mà nó đã sụt còn 58% pin. Từ 70% cũng sụt xuống nhanh khá khá. Thời gian nằm sạch 23 phút rồi. Bây giờ khả năng sẽ đến cái giai đoạn mà nó về nó giặt khăn. Thì lát nữa nó về nó giặt khăn thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm. Đấy, nó lại chui vào trong cái gầm sofa thì nó làm cái góc còn sót, làm rất kỹ nhé. Cái tính năng bản đồ không gian 3D mình thử chuyển sang xem. Trời, nó vẫn hiện nguyên này. Xịn thật. Chơi bản đồ ma trận đi. Anh à, nó không cho mình chuyển. Tại vì đây là một cái bản đồ mới.
bao giờ phải lưu cái bản đồ xong thì nó mới cho mình chuyển. Ở đây là được cốt cân bằng này, nó sẽ tự động tăng giảm. Mình thử tăng được hốt lên cái này, tăng cái nữa này. Nghe nó như máy bay ấy nhỉ. Đúng là được hút 5.100 Pascal thật đấy. Thế nhớ đến bây giờ là 30 phút rồi. Thì mình sẽ đợi tí nữa đến cái giai đoạn nó về nó giặt khăn, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi thì bây giờ robot đã hoàn thành xong dọn dẹp và đang di chuyển về bể sạc. Mình đã làm khó Roborock S7 Mark V bằng cách là tạo ra một cái ma trận trên cái đường về đốc sạc. Có vẻ là nó đang học cách và di chuyển cực kỳ là khôn khéo và thông minh. Một cái quãng đường di chuyển này ngắn nhất. Thì mình có lo lắng là cái vị trí khoang hút ở đây nó sẽ bị bắn nước ra đây và nó làm cho cái chỗ này bẩn. Như hiện tại mình đang quan sát thì nó đã qua một lần giặt khăn và chỗ này thì vẫn khô. Ở đây thì cái tấm lưới lọc này vẫn còn đang rất ướt này vì nó chưa đến cái quá trình sấy khô. Ở đây các bạn đang nhìn thấy robot di chuyển về để giặt khăn này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm cái quá trình giặt rẻ lau. Ở đây nó khá là tiết kiệm nước đấy. Nó bơm một bình nước vào rồi. Và cái phần giặt khăn lau này đang có cái mức nước ở đây. Lát nữa mình sẽ quan sát xem là để giặt sạch một cái khăn lau thì nó tốn bao nhiêu nước. Các bạn để ý cho mình nhé. Cái nước nó từ... Nó hơi mờ. Để mình soi đèn flash nhìn cái mức nước nó từ đây thì nó xem cái mức nước nó đến chỗ nào. Cái hệ thống giặt khăn này nó không sử dụng cái kiến trúc giống như mình phân tích ấy, là ở trên N9 Plus của EcoVac hay là D-Bot X1 Omni hay là VK10 của Demi, mà nó sử dụng hoàn toàn một cái thiết kế độc quyền là vẫn cái tấm lau thẩm thấu. Đây, như cái trục lau xoành khi mà lau ở trên sàn nó cũng tạo ra một cái tiếng kêu rất là lớn, chưa kể đến việc là cái cục này nó rất hay bị tuột, có thể bị gãy chân. Rồi cái hệ thống lau xoay này, cái mức thẩm thấu nó sẽ khá là thấp. Theo nhận xét thực tế của mình như vậy. Còn cái vấn đề mà nó bị bẩn ở bên trong cái khoang này thì mình không biết là Roborock khắc phục bằng cách nào. Nhưng mà mình theo quan sát của mình thì có vẻ như nó ở một thế giới khác rồi đấy. Thì khi mà diễn ra quá trình giặt rẻ lau, cái nhận xét ban đầu của mình là nó rất là êm. Nó không tạo ra một cái tiếng kêu giống như kiểu cái máy giặt nó hoạt động ấy, là mình rất là khó chịu. Vì robot thì mình không thể mang ra ban công cất được, mình sẽ phải để trong nhà. Và nếu như chúng ta đang sinh hoạt bình thường này mà bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng động khó chịu thì đó là một điều sức là ảnh hưởng, không nên. Với cái hệ thống giặt rẻ lau này thì mình nghĩ là những cái tiếng động nó gây ra hoàn toàn là chấp nhận được. Rất tiếc là mình không thể quan sát được là bên trong nó đang diễn ra cái gì. Chỉ biết rằng là nước bẩn sẽ được hút ra và nước sạch sẽ được bơm vào và khăn sẽ được trà sát để cho nó sạch. Cái quá trình giặt khăn này diễn ra xong thì đến cái giai đoạn cuối cùng là robot sẽ sang chế độ chuyển rác, tức là cái rác bụi mà trước đó nó nằm sạch nó vẫn để trong cái hộp rác này, nó sẽ được chuyển lên. Đã được giặt, đang tiếp tục lại quá trình giặt rẻ lau.
Đấy. Thì nó vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn đâu, nên nó sẽ đi tiếp tục nó lâu. Vì theo như cái thiết lập ở trên app này, như các bạn đang thấy này, thì ở cái chế độ lau ấy, này, chúng ta sẽ để cái tần suất là 20 phút. Đây là cái tần suất mặc định. Còn các bạn có thể thay đổi cái tùy chỉnh này sang 30 hay 40 phút là tùy bạn. Nhưng với cái thời lượng 20 phút này thì nó lại tiếp tục nó đi, nó lau tiếp xong nó về nó giặt khăn. Bây giờ là lúc mình sẽ quan sát ở những cái khu vực ở phía dưới này xem nó như thế nào. Theo quan sát của mình thì nước nó đã hút rất kỹ đấy, hút sạch luôn rồi đấy. Ở trên này là không còn nước đâu, nó chỉ còn bám những cái giọt nước đọng rất là nhỏ thôi. Ở đây cũng thế đó, ở phía dưới này thì là nước nó vẫn chưa hút sạch nên hẳn này. Tí nữa nó sẽ diễn ra một cái quá trình giặt tiếp, thì mình lại tiếp tục mình cho nó đi, nó làm việc mà mình chờ nó thôi, để mình cho các bạn trải nghiệm đầy đủ hết những cái tính năng thật sự của nó. Và cái cuối cùng quan trọng nhất là cái kết quả mình sẽ trải nghiệm trong cái hộp chứa nước bẩn này, và trải nghiệm với các bạn cái tính năng chuyển rác lên. Đó là những cái mà các bạn quan tâm nhất đó. Và tiếp tục nó lại đi, nó lau những cái phần mà nó chưa hoàn thiện xong ấy, một số chỗ nó chưa hoàn thiện xong, hoặc theo như quan sát của mình là một số chỗ nó vẫn còn bẩn ấy. Ở đây nó đang nâng cái tấm thảm lên này, thế này có nghĩa là những cái chỗ lau rồi nó sẽ không lau nữa này, để nó di chuyển đi. Đây chỉ là hốt thôi nhé, nó sẽ di chuyển vào những cái chỗ mà nó chưa lau sạch hết. Thì đây nó sẽ hạ thấp cái tấm thảm lau ở trên con robot xuống này, để nó lại bắt đầu quá trình lau này. Nó đã hạ thấp cái tấm thảm xuống rồi này, chứ nó bị tối quá mình không thể quay được kỹ, mà các bạn có thể nhìn thấy là như vậy. Thì giờ mình sẽ đây, cái chỗ này mình dọn ra này, rất bẩn luôn và bụi bẩn luôn đó. Để mình xem cái hiệu năng lau chùi của nó đến tầm cỡ nào. Thật sự cái chỗ này là chỗ góc bẩn, rất là nhiều ngày tháng năm rồi mình chưa dọn dẹp cái chỗ này. Đã dọn dẹp xong đó, đang trở lại đất sạch. Còn đúng một cái chòm cuối cùng thôi, nó không gọn nốt mà nó lại, vì mình đã thiết lập cái chế độ ngưỡng quay về tự giặt khăn 20 phút một lần theo cái tần suất đấy. Với cái diện tích không gian của nhà mình như vậy thì robot sẽ mất khoảng tầm hơn 20 phút. Thật sự là rất là nhanh, siêu nhanh luôn. Bình thường như không gian của nhà mình đối với các cái dòng robot khác, kể cả như con đời trước của robot này, sẽ phải mất khoảng 30-40 phút. Con này nó mất khoảng 25-30 phút, tức là nó sẽ nhanh hơn so với những con robot bình thường khoảng 20% đấy, theo mình nhận xét là như vậy. Còn cái cách di chuyển của nó thì quá là thông minh, thuyết phục và xuất sắc luôn. Bây giờ tất nhiên lại một cái quá trình giặt khăn, xong cái quá trình giặt khăn sẽ đến cái quá trình chuyển rác. Đó. Bây giờ đến cái quá trình chuyển rác này. Đang sạc. Làm trống tối sát. Xin. Nó tạo ra một cái tiếng ồn theo mình là rất là lớn, nghe như động cơ của máy bay phản lực, chứng tỏ là cái công suất hút của nó cực kỳ mạnh. Đó, sạch rồi đấy. Quan trọng nhất là bây giờ nó báo cái gì nữa. Nó bây giờ nó sẽ báo hoàn thành rồi đấy. Tức là bao gồm có cả việc giặt khăn sạch và hút sạch xong rồi.
Đó. Thì bây giờ nhé, nó đã xong như thế này rồi thì mình sẽ kiểm tra cho nó hai thứ. Thứ nhất là cái túi rác này nó chứa được bao nhiêu. Đây, xem nó có rác không. Thực ra nhà mình quá sạch cho nên là để tìm được rác thì hơi khó. Tức là mặc dù sạch như thế nhưng mà đây vẫn có rác nhé. Nói chung là rác nó ở những cái bụi không khí, quần áo rồi chăn màn các thứ rất là nhiều. Đó, đây là túi rác. Cái cách gắn túi rác cũng rất là tiện và đơn giản. Mình đang sử dụng đúng một tay thôi, mình chả cần phải thao tác gì thêm. Này, túi mình sẽ phải để gọn vào thì mình nghĩ chụp cái này lên được. Okay. Đó. Cái này như các bạn biết rồi, nó sẽ có cái dung tích là 3 lít và cái thời gian lưu trữ ước lượng khoảng 75 ngày. Một cái con số thực sự là ấn tượng, có nghĩa là trong khoảng 3 tháng thì chúng ta không cần phải đổ rác. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái két nước sạch nhé. Cái nước sạch nó đã tiêu tốn. Đây, các bạn nhìn kỹ cho mình. Ban đầu mình cũng không đổ mắc đâu, mình đổ đến đây và nó mất khoảng một phần, khoảng 200ml đấy, để nó bơm vào cái két nước này. Và cái phần giặt sau hai lần giặt này, nó sẽ mất từng đây. Có nghĩa là con này nếu mà mình so với nhiều cái con khác, ví dụ như con này, thì cái mức nước nó cũng tiết kiệm hơn rất là nhiều đấy. Tức là tiết kiệm nó quan trọng như thế nào thì chỉ có dùng cái con tự giặt rẻ lau này các bạn mới hiểu được. Cái việc mà nó bơm nhiều nước như vậy thì nó sẽ tốn nước. Và chưa tính đến việc là có sạch khăn hay không, nhưng mà tốn nước như vậy thì cứ khoảng 2-3 ngày là mình đã phải đổ nước một lần rồi. Nên mình tin rằng là với con này thì có thể cái thời lượng như cái diện tích của nhà mình nó sẽ lên đến được một tuần ấy. Còn bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là kiểm tra cái chỗ nước bẩn này. Là những cái chỗ nước bẩn này thì các bạn có thể ước lượng nó chỉ rơi tầm khoảng 200ml thôi. 200ml mà có thể tạo được ra một cái việc giặt khăn thì nó quá là tiết kiệm. Đây, nước bẩn này. Tất nhiên là nước bẩn thì nó sẽ bẩn rồi. Này, cực bẩn, cực đục này. Toàn là những cái nước đục vi khuẩn. Mình cũng không hiểu tại sao nhé. Nhà thì rất là sạch, nhưng mà cứ cho con robot làm việc thì kiểu gì cũng ra bẩn. Thực ra là nếu mà vẫn là con robot đấy thì bạn sẽ không thấy nó bẩn, nhưng mà có thể là con robot này cái mức độ sạch của nó ở một cái mức độ khác. Bây giờ mình sẽ làm việc tiếp theo, đó là kiểm tra cái kết quả làm sạch của nó, xem là nó lau khăn nó sạch hay không. Thì đây nhé, đây là cái khăn lau này. Đó. Thì cái này nói chung mình cũng thấy đây là cái điểm hạn chế của nó này. Cái khăn lau nó bị bám những cái bẩn này, nó không thể giặt sạch được đâu. Đấy, nó bám những cái bẩn nó không giặt sạch được. Đây vẫn còn cái cặn bẩn dính vào đây này. Thì cái này có lẽ là cũng không nên quá hy vọng vào một cái sản phẩm tự động hoàn toàn. Cái khăn này cái mức độ sạch là chưa được sạch cho lắm. Và cái thứ hai nữa là cái khăn này thì nó sẽ để ở cái trạng thái là khô tự nhiên. Tức là nó sẽ không được sấy. Mặc dù là cái khăn này có cái chế độ vắt rồi đấy. Nó cái hệ thống làm sạch của nó tự nó vắt khô đi rồi đấy. Nhưng mà theo nhận xét của mình ở đây vẫn còn khá là ẩm. Này, nếu mình ấn mạnh tay ra thì vẫn ra nước ở đây. Thì đây là cái thứ mà có lẽ là chúng ta sẽ phải cân nhắc khi mà lựa chọn Roborock S7 Mark V Ultra. Những cái gì mà Roborock S7 Mark V Ultra đem lại thì mình nghĩ là nó còn lớn hơn những cái mà cái hạn chế của nó, vì như mình nói rồi. Một cái sản phẩm cho dù có tốt đến đâu tốt cũng không thể tránh được hạn chế. Cái thiết kế mà chuyển rác ở cái chỗ này, này mình vẫn nghĩ là đây nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Chỗ này nó sẽ đây, nó đóng két vào đây. Đóng két vào đây thì mình sẽ phải vệ sinh thường xuyên. Chỗ này nó bị dính nước này. Dính nước thì nó sẽ không thể chuyển rác được lên mà nó sẽ bị két cái rác ở đây. Thì cái điều này là cái vấn đề liên quan đến thiết kế, theo đánh giá cá nhân của mình nó sẽ là như vậy.
mình thật sự là thấy một cái sự không an toàn ở trong cái thiết kế này. Thì đối với X1 Omni của EcoVat thì nó sẽ thiết kế là để cái ống thu rác ở góc này. Cái ống đấy nó sẽ cách ly hoàn toàn so với cái phần liên quan đến ướt, thì cái đấy an toàn hơn. Cho nên là một cái sản phẩm mà nhiều tính năng và nhiều công nghệ này thì thật sự là chúng ta sẽ phải đứng trước những cái lựa chọn và đánh đổi. Thì cái video này cũng không thể đánh giá chi tiết 100% được, vì về cơ bản là đây là đứng ở góc độ đánh giá chuyên môn. Còn nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái quá trình sử dụng, thời gian sử dụng và cái trải nghiệm thực tế. Nó đến từ người tiêu dùng chứ không phải nó đến từ những người như mình. Mình dù sao mình cũng chỉ là người mà có nhiều kinh nghiệm sử dụng robot và biết nhiều về robot bụi, để mình có thể chia sẻ đến với các bạn những cái thông tin nào mà thật sự nó có ích nhất cho người tiêu dùng. Thì trên đây là gần như tất cả những cái trải nghiệm, tính năng và hiệu năng của robot, bao gồm có lau hút, đặc biệt là cái tính năng lau nâng khi mà gặp thảm và lau dung tần, cộng với cái tính năng rất là đặc biệt đấy là tự giặt khăn lau trên cái tấm lau thẩm thấu này. Đấy là những cái điều thật sự mình đánh giá rất là cao và một cái tính năng trải nghiệm vô cùng lớn và có giá trị, đó là chuyển rác tự động lên. Tất cả những cái tính năng này nó đều tạo ra được cho bạn một cái sản phẩm mà thật sự nó phục vụ bạn cao nhất, tốt nhất. Thì cái mà mình muốn nói thêm và nói kết luận lại đây là chúng ta vẫn phải đánh đổi thôi. Một cái số tiền rất là lớn như thế này, bản thân mình đến bây giờ mà để mà đưa ra cho người tiêu dùng một cái lời khuyên ấy thì rất là khó. Nhưng mình nghĩ là tiền không phải là cái quan trọng nhất, mà cái nó đem lại cho mình là cái quan trọng nhất. Cho nên là đôi khi cái số tiền này mình nghĩ là nó cũng có thể ở một cái góc độ nào đấy thì nó cũng rất là xứng đáng. Còn tất nhiên với một số tiền lớn này này thì mình sẽ phải đem ra cân đo đong đếm, tức là mình sẽ so sánh với nó với những cái lựa chọn khác. Tất nhiên là ở cái thời điểm hiện tại bây giờ thì ngoài Roborock S7 Max V Ultra là cái robot có hai tính năng nhưng mà được trau chuốt rất là kỹ, thì cũng không có cái sản phẩm nào tốt hơn ngoài sản phẩm của một cái hãng đối thủ, đó là EcoVat Dbot X1 Omni. Còn những cái sản phẩm thấp hơn nữa thì theo mình là người tiêu dùng nên có một cái nhìn nó đầy đủ hơn. Chúng ta không nên quá chú trọng đến tính năng mà quên đi một cái này. Thực ra là có những con robot nó rất là đắt. Ở đây mình sẽ cho các bạn thấy luôn, như cái con này cũng là 1.400 đô. Nhưng mà cái hàng này nó khá là hiếm, tại vì chủ yếu nó phục vụ thị trường châu Mỹ. Nên là để mà có được cái sản phẩm này ở thị trường Việt Nam thì thường thường chúng ta cũng sẽ phải bỏ ra đến 40 triệu đồng hơn đấy. Còn tất nhiên là mình giờ mình mua, mình so sánh giá cái con này ở thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại này, cũng có nơi mà mình có thể mua được với giá khoảng 30 triệu đồng. Thì cái đấy nó lại liên quan đến phiên bản. Nên chúng ta sẽ không được sở hữu phiên bản Mỹ mà thay vào đó là phiên bản Trung Quốc. Hoặc là cái xuất xứ của hàng, ví dụ như hàng đấy là hàng refurbished hoặc là cái hàng trưng bày, hàng cũ, hàng bảo hành. Tất cả những cái đấy thì các bạn khi mà bỏ tiền ra các bạn sẽ phải tìm hiểu thật kỹ. Thì nói như vậy để cho các bạn thấy là một cái sản phẩm đôi khi nó chỉ cần một tính năng thôi, nhưng nó làm tốt nhất một cái tính năng đấy, thì đấy mới là cái giá trị mà các bạn cần. Nó cũng giống như cái câu chuyện của những cái sản phẩm khác, ví dụ như là Roomba i7 hay là Roomba Z7. Nó chỉ có một tính năng duy nhất là tính năng hút bụi thôi. Nhưng mà khi cái tính năng hút bụi nó được làm tốt ấy, thì nó còn được bắt tay với những cái tính năng mà nó khủng khiếp hơn nữa. Đấy là một cái con robot có cái tính năng mà chỉ có chuyên lau. Đó là con Brava ZM6 đây, mình đang cầm ở trên tay đây. Thì để mà đem hai sản phẩm với hai cái triết lý khác nhau so sánh với nhau thì rất là khó. Cho nên là cái lựa chọn sẽ là cái cuối cùng mà là cái quan trọng nhất dành cho người tiêu dùng. Trước khi nói lời tạm biệt với các bạn thì việc cuối cùng mình sẽ thực hiện, đó là rút dây nguồn
và tuyên bố tất cả các loại robot hút bụi, kể cả có tính năng tự dập rẻ lau, kể cả có tính năng tự động đổ rác và kể cả không có, thì chính thức mất việc và dành chỗ cho Roborock S7 Mark V Ultra. Qua tất cả những đánh giá, chia sẻ và phân tích từ đầu video đến bây giờ thì mình có thể khẳng định Roborock S7 Mark V Ultra là một trong những robot hút bụi số 1 hiện nay. Nó không chỉ nhiều tính năng nhất, nó không chỉ tốt nhất mà nó còn sở hữu một cái mức giá rất là cao. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây sẽ là có nên mua robot hút bụi có hai tính năng tự đổ rác và tự giặt giày nóng hay không, cũng như là có nên mua Roborock S7 Mark V Ultra hay không. Và ngoài Roborock S7 Mark V Ultra thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn nào khác, thì rõ ràng quan điểm của mình là không có cái sản phẩm nào là tốt nhất, chỉ có lựa chọn nào của bạn là tốt nhất trong cái nhu cầu của các bạn. Thì chắc chắn là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các bạn qua rất là nhiều những cái video khác, mà trong một cái thời lượng đến bây giờ nó đã là quá dài rồi, mình cũng không thể chia sẻ thêm được nữa. Nhưng mà mình sẽ khẳng định rằng là cái sản phẩm càng tốt thì sẽ càng có nhiều yếu điểm. Thế thì video tiếp theo mình sẽ gặp các bạn, đó chính là nhược điểm của robot giặt rẻ lau, và cụ thể là Roborock S7 Mark V Ultra có nhược điểm gì ngoài những cái tốt và những cái cực kỳ là đỉnh cao mang tầm vũ trụ mà mình đã phân tích trong cả một cái video rất là dài như thế này. Và mình có thể khẳng định rằng là vị trí số 1 của Roborock S7 Mark V Ultra sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn được, và có những cái sản phẩm nào có thể thay thế cho cái lựa chọn đó thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Dbot X1 Omni. Và tất nhiên nếu để so sánh với Roborock S7 Mark V Ultra là một sự so sánh rất là khập khiễng khi hai sản phẩm cùng tốt nhất thì lựa chọn sẽ là của bạn. Tuy nhiên mình vẫn cho rằng là sẽ có những ưu điểm mà sản phẩm này có nhưng sản phẩm kia không có, và cũng có những nhược điểm mà sản phẩm này có nhưng sản phẩm kia lại không có. Và cuối cùng thì mình cũng sẽ tiếp tục giúp cho các bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lý do vì sao mình cho tất cả những em robot này nghỉ việc nhé. Thì đó là sự xuất hiện của một em robot ở một thế giới khác. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Chắc các bạn đã đoán ra rồi đúng không? Thì lý do vì sao thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết luôn. Thứ nhất nhé, em robot này biết tự đổ rác. Có nghĩa là trong 75 ngày mình không cần phải đổ rác, không cần phải làm gì hết. Toàn bộ rác nó sẽ chuyển hết vào cái túi rác này với cái dung tích lên đến tận 3 lít. Thứ hai là cái việc mà hàng ngày mình mất thời gian nhiều nhất là mình phải đi giặt khăn và đi đổ nước ấy. Thì em này nó có một cái bình chứa nước sạch 3 lít và mình chỉ cần 3 đến 4 ngày mình cấp vào đây cho nó và mình pha với nước lau sàn riêng của robot là xong. Và khoảng 3 đến 4 ngày mình sẽ đi mình đổ cái nước bẩn này đi. Và đây mình cũng chứng minh luôn cho các bạn thấy là cái hộp bụi của robot nó hút sạch luôn nhé. Nó chỉ còn để lại một ít bẩn thôi. Đó. Và mình kiểm tra luôn cái khăn lau để cho các bạn nhìn thấy nhé. Đây, nó giặt theo mình nhận xét là nó rất là sạch, sạch vừa ý luôn đấy. Thì giờ mình đi mình đổ cái nước bẩn này đi để trải nghiệm cho các bạn thấy là đúng là mình đã được giải phóng hoàn toàn nhé. Bây giờ việc tiếp theo mình cần phải làm là mở cái chốt này. Đó. Bây giờ mình đổ ở cái chỗ chậu rửa nhé, để cho các bạn nhìn thấy được cái mức độ bẩn của nó như thế nào. Đây mình đổ cho các bạn xem. Đây là nước bẩn mà robot nó lau được nhé. Đó. Sau khoảng 3 ngày đó, tất cả những cái cặn nó ở dưới này thì mình sẽ tráng rửa đi là xong nhé. Đó. Như vậy thì thật sự là mình đã được
giải phóng thật sự luôn đấy. Này, cho một ít nước sạch. Cho mình tráng đi. Đó. Xong mình đẩy, đẩy nắp vào. Đó, thì việc duy nhất bây giờ mình cần phải làm là mang nó về, thả vào đây. Nói chung là với em robot này thì nó sẽ rất là hợp cho những người lười thật sự đấy. Người đến mức độ mà nó đã lau sạch sẽ cho rồi mà cũng vẫn không muốn là phải giặt khăn lau. Nó đã hút sạch bụi cho rồi mà lại không muốn phải đổ rác, mà lại muốn được sử dụng cái tính năng là tự lưu trữ rác. Thì như vậy thì khi khoảng 75 ngày, tức là tương đương với khoảng tầm 3 đến 4 tháng, bạn chỉ cần vứt cái túi đi là xong, và thay một cái túi rác mới. Thật là tuyệt vời đúng không các bạn?